Mubitha Đây là chương trình Phật Pháp Bích Đích Hàm Mắt trên Paul Talk. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối. Houston 8 đến 10 giờ sáng. New York 9 đến 11 giờ sáng. Cali 6 đến 8 giờ sáng. Paris 3 đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con là nhà Nguyệt Thành kính ảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Thì kêu giác đẳng biên soạn bài 20 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tâm đa nhiệm nhất trong tất cả tâm, sư do tịnh tuệ giác đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc đảnh lễ Tam Bảo. Mubitha nhé. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sợ biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vẫn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bích Thầy Giác Sa Tiểu Lành Thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 20 tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm đa nhiệm nhất trong tất cả tâm. Sư thượng tọa giác đẳng giảng giải, chúng con cung thỉnh thượng tọa siêu từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Thầy nhé. Nam mô Bích Thầy nhé. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên long đệ tử Phật, kính chào chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, tâm có hai loại: tâm vô tình hảo asupana citta và tâm tình hảo asupana citta, là những cái tâm tốt, những tâm tốt đẹp. Cái tâm tình hảo nó bao gồm cả cái tâm thiện, tâm quả của thiện và tâm tốt. Của vị A-la-hán ngoài trừ tâm ưng cúng si tiếu là tâm tốt, nhưng vì không có ba nhân tịnh hảo tương ưng nên tâm ưng cúng si tiếu cũng kể là tâm vô tình hảo.
nó nằm ở trong 18 tâm vô nhân. Thì riêng về tâm tịnh hảo thì vì có những cái thuộc tánh tịnh hảo Suvana Chetasika phối hợp cho nên mới gọi là tâm tịnh hảo. Nhưng tâm tịnh hảo này nó gồm có tâm thiện. Tâm thiện ở đây có thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Thì cái thiện dục giới đó nó thuộc về cái tâm tốt đẹp. Mình nói theo cách nói của Thượng Tọa Nhật Đẳng là mặc dù nó tên là tâm thiện nhưng mà không hẳn chỉ làm cái điều thiện, và cái tâm thiện này được gọi là dục giới, là tâm thiện dục giới, nhưng mà không hẳn là dục giới, không hẳn là chỉ có ở trong cõi dục giới. Chính những vấn đề này ở trong Thắng Pháp A Di Đàm phân tích kỹ lưỡng cặn kẽ. Nếu chúng ta chịu khó học hỏi và nghe thì chúng ta sẽ rõ. Trong khi nào đến giờ chúng ta học qua kinh tạng thì khi nói đến thiện chúng ta chỉ biết rằng đó là những tâm lành cho quả vui thôi. Nhưng khi chúng ta học diệu pháp thì chúng ta sẽ thấy đó là tâm thiện, nhưng mà không hẳn chỉ làm cái việc thiện. Điều này chúng ta sẽ được nghe từ Tổ chức Đẳng Giảng Sư trong ngày hôm nay sẽ trình bày giảng giải về tám tâm thiện dục giới. Còn bây giờ thì trước nhất xin kính mời cô Lâm Dầu Nguyệt đọc cho bài học, đọc cho bài đọc. Sau đó xin cung tỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thứ lành thay, chúng con kính thiện Thượng Tọa Tế Siêu đã nhận nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc bài chánh văn. Bài hôm nay, bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 20. Tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm đa nhiệm nhất trong tất cả tâm. Có khi người ta đặt tên cho một cái gì đó đơn giản vì đặt tên để mà gọi. Có lẽ đây là trường hợp của tâm thiện dục giới tịnh hảo trong Thắng Pháp Abhidhamma. Điều này thường không chỉ gây hiểu lầm người học, mà nhiều người dạy cũng có cách trình bày sai lạc. Những điểm sau đây có thể tạo nên phản cảm cho người mới thọt nghe, nhưng rất cần để nắm vững trước khi đào sâu vào đề tài. Cũng cần nhắc lại, đây là cách trình bày vĩ mô, có nhiều điểm khác với cách nói đại loại thường gặp trong kinh tạng. Khi tâm thiện không hẳn là thiện. Trong tôn giáo hay đạo đức, người ta dùng chữ thiện để chỉ cho cái gì cao cả, từ mẫn, lợi lạc cho bản thân và tha nhân. Chữ thiện trong trường hợp của tâm thiện dục giới tịnh hảo không hẳn là vậy. Có một thứ tâm rất khéo léo, khôn ngoan, nhưng chỉ là sự xuất sắc trong công việc. Thí dụ tâm trí của một nhà khoa học
trong phòng thí nghiệm. Tâm tư nghiên cứu đó là thứ tâm không nằm trong phiền não, tham, sân, si, mà chỉ là sự tinh xác của trí tuệ. Theo Thắng Pháp thì tâm nghiên cứu ấy là thứ tâm thiện dục chế tịnh hảo, mặc dù có thể là sự nghiên cứu chế tạo bom đạn, vũ khí, vân vân. Trong kinh nói đại loại thì thiện nghiệp là một quá trình mà từ động lực ban đầu cho đến kết quả sau cùng đều nhất quán là lợi mình, lợi người hay lợi cả hai. Trong cách nói thì, trong lúc theo cách nói vĩ mô của Thắng Pháp thì thiện bao gồm cả những điều tốt lành, khôn khéo, lành mạnh, cho quả an lạc. Sự tuyệt luân của các bộ óc khoa học là thể hiện của tâm niệm trục cho tịnh hảo, nhưng không hẳn là hành động thiện để mang lại lợi lạc cho bản thân hay nhân loại. Khi tâm dục giới không hẳn là dục giới, gọi là tâm dục giới, người học có thể hiểu là tâm này chỉ có trong cõi dục giới. Kỳ thật, trong cả 30 cõi hữu tâm, tức là ngoài cõi vô tưởng, đều có tâm thiện dục giới tịnh hảo. Hơn thế nữa, trong đời sống bình thường của chư vị phạm thiên, cõi sắc hay vô sắc, nếu không nhập thiền thì phần lớn là xử lý cảnh bằng tâm thiện dục giới tạo. Như vậy, đối với hầu hết chúng sanh trong tam giới không phải là bậc A-la-hán, thì đều dùng tâm thiện dục giới tịnh hảo để tương tác với cảnh nếu không có phiền não. Chính vì sự đa nhiệm phổ cập này, nên còn được gọi là tâm đại thiện, Maha-kusa-la-chita. Đã gọi là tâm thiện, tại sao cần phải thêm là tịnh hảo? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì có nhiều tâm tịnh hảo không là tâm thiện, như tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Ngài tịnh sự dịch chữ Sopana là tâm tịnh hảo. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là tâm tịnh quang. Dịch giả Phạm Kim Khánh dịch là những thức tâm đẹp. Hiểu đơn giản là những thứ tâm dục giới đi chung với hai hoặc ba căn thiện, vô tham, vô sân, vô si. Tâm ứng cúng sanh tiếu không được kể vào tâm tịnh hảo vì không đi với các căn thiện. Ba căn thiện và các tâm tịnh hảo. Như đã đề cập trước đây, những tâm tốt và xấu quyết định bởi sự kết hợp với sáu cội rễ tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Tâm tịnh hảo dục giới là tâm có hai hoặc ba căn, vô tham, vô sân, vô si. Căn vô tham khiến cho tâm không dính mắc, như cái máy được chế tạo, thế nào không bị kẹt. Căn vô sân khiến cho tâm không nóng nảy, như cái máy được chế tạo, thế nào không bị nóng khiến cháy máy. Căn vô si khiến cho tâm không bị rối, như cái máy được chế tạo, thế nào không hoạt động ngoài dự liệu. Trong các căn bất thiện thì căn si luôn luôn có mặt trong tất cả các tâm thiện. Trái lại, trong các căn thiện thì căn vô si có khi có, có khi không. Trong các căn bất thiện thì căn tham và căn sân không bao giờ có thể đi chung. Trái lại, đối với các căn thiện thì vô tham, vô sân luôn luôn đi chung và có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Tám thứ tâm thiện dục giới tịnh hảo. Ba yếu tố tạo nên nhiều thứ tâm thiện dục giới tịnh hảo là phấn khích hay bình thản, Somanasagatang, Upakkhasagatang, có trí tuệ hay không đi với trí tuệ, Jnanasambayuttang, Jnanavipayuttang, có tác động hay không có tác động, Asankharikam, Sasankharikam. Từ ba yếu tố trên tạo nên tám thứ tâm thiện dục giới tịnh hảo. 1. Tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ, Somanasagatang, Jnanasambayuttang, Asankharikam, là tâm tốt, có sự phấn khích, có hiểu biết và phát khởi mau lẹ. 2. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, Somanasagatang, Jnanasambayuttang, Sasankharikam, là tâm tốt có sự phấn khích, có hiểu biết và phát khởi chậm hay có thúc dục
3. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. So manasa sagatang nhà nabhipajitang asankharikam là tâm tốt có phấn khích, không có sắc sảo và phát khởi mau lẹ. 4. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ. So manasa sagatang nhà nabhipajitang asankharikam là tâm tốt có sự phấn khích, không có sắc sảo và phát khởi chậm hay có thúc dục. 5. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Ubakha sagatang nhà nasambayuttang asankharikam là tâm tốt với trạng thái bình thản, có hiểu biết và phát khởi mau lẹ. 6. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Ubakha sagatang nhà nasambayuttang asankharikam là tâm tốt với trạng thái bình thản, có hiểu biết và phát khởi chậm hay có thúc dục. 7. Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. Ubakha sagatang nhà vipajutang asankharikam là tâm tốt với trạng thái bình thản, không có sắc sảo và phát khởi mau lẹ. 8. Tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Ubakha sagatang nhà vipajutang asankharikam là tâm tốt với trạng thái bình thản, không có sắc sảo và phát khởi chậm hay có thúc dục. Ngữ và nghĩa. Chữ Kusala thường được dịch là thiện trong Tam Tạng Pali, bao hàm năm nghĩa: vô bệnh, Arogya, tốt đẹp, Sudarata, khéo léo, Cheka, vô tội, Anawaccha, tạo á lạc, Sukhavipaka. Trong cách nói vĩ mô thì sự khéo léo, tinh xảo như một người thợ khéo làm sản phẩm gì đó là tâm kusala, tức là tâm thiện, nhưng không mang ý nghĩa hiền thiện theo cách nói bình thường. Nên cẩn thận, đa số các vị giảng sư nói về tám tâm đại thiện thường giảng là tâm làm 10 phước hạnh: 1. Bố thí, đà na; 2. Trì giới, rakkhitasila; 3. Tu tâm, tha quanh a; 4. Cung kính, bát trà giana; 5. Phụng sự, quầy già quách trà; 6. Hồi hướng phước, bát tít đà na; 7. Tùy ý phước, bát tà nụ mồ đà na; 8. Thính pháp, tham mắt quách sắc quanh a; 9. Thuyết pháp, tham mắt đề sắc na; 10. Chấn chỉnh kiến thức, ít thu chút cầm. Nên hiểu 10 phước hạnh được làm bởi tâm đại thiện, nhưng tâm đại thiện không chỉ làm chừng đó mà rộng lớn hơn nhiều. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Trong những quốc gia phát triển, sự quản trị vận hành các công ty thường có hiệu suất rất cao. Phải làm đúng thì mới phát triển. Thí dụ, phải cắt đặt người có tài vào đúng vị trí mới phát huy được tài năng. Đôi khi, chữ đúng không nằm trong ý nghĩa của luân lý đạo đức, mà thuần túy là đúng cách. Chữ thiện, kusala, ở đây cũng cần hiểu như vậy. Những điểm cần nhớ: tâm đại thiện dục giới tịnh hảo là tên gọi rất dễ bị hiểu lầm. Tâm đại thiện dục giới tịnh hảo là thứ tâm sử dụng bởi rất nhiều chúng sanh trong đời sống hàng ngày, kể cả chư vị phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Sự kết hợp giữa ba căn thiện, vô tham, vô sân, vô si, rất khác với sự kết hợp của ba căn bất thiện, tham, sân, si, là điều mà người học cần lưu ý. Minh họa có hai hình ảnh. Hình ảnh tâm giới trong biểu đồ chư pháp. Xin mời quý đạo hữu vào link để xem hình ảnh. Và tâm tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là tâm si, bài học tiếp theo sẽ là tâm quả dục giới tịnh hảo. Bài học đến đây đã kết thúc. Chúng con cũng cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Xin đến lễ thượng tọa tiểu siêu, đến lễ chư tôn đức, cũng trân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong giáo trình thông báo áp vi thầm hôm nay, chúng ta bàn về tâm thiện dục giới thành thạo. Như chúng tôi có viết ở trong bài học mà quý vị vừa được nghe, đó là đây là cái tên gọi mà dễ gây ngộ nhận hiểu lầm nhất khi mà chúng ta học vào trong thắng pháp A Di Đà. Lẽ ra thì chúng tôi phải tìm ra một cái tên khác, nhưng mà suy nghĩ rất là nhiều lần rất khó tìm một cái tên nào khác, lại đành phải dùng một cái tên rất là truyền thống mà được ghi trong môn học thắng pháp A Di Đà, đó là tổng đại thiện dục giới thành thạo. Khi mà nói điều này, chúng tôi nhớ rằng năm nay thưa quý vị, ở tại Hoa Kỳ có một cái sinh hoạt chính trị mà người ta đặt cho một cái tên, nhưng mà rồi nó đặt cái tên như vậy đó, nhưng mà rồi nếu mà chúng ta đem ra chúng ta nói cho kỹ thì nó có đúng cái chỗ nào hết. Ví dụ như nói là Democratic Convention in New Hawaii in 2020 in New Hawaii, tức là đại hội của đảng dân chủ năm 2020 ở tại Milwaukee, Wisconsin. Thì mới nghe thì rất là bình thường, ai cũng hiểu, rất là dễ hiểu. Đây là mỗi 4 năm một lần thì đảng Cộng hòa và đảng dân chủ thì có một đại hội. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng chữ đại hội đó thì có nghĩa là những đại biểu phải về phó hội, phải về tham dự hiện diện. Nhưng mà năm nay thì cả bên đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa đều không có tổ chức đại hội theo cách truyền thống như vậy. Tức là người tham dự cũng như người những người phát biểu v.v. thì hầu hết là ở tại nhà riêng của mình hay là ở tại một nơi nào đó. Ví dụ tổng thống Barack Obama thì phát biểu tại Philadelphia ở trong viện bảo tàng, hay là phó tổng thống, cựu phó tổng thống mà ra ứng cử Joe Biden thì cũng phát biểu ở tại Delaware chứ không có mặt ở tại chỗ. Thì như vậy thì chúng ta cũng gọi là convention, gọi là đại hội. Nhưng rồi bên cạnh đó người ta lại thêm một cái chữ nữa là in Milwaukee. Milwaukee là thành phố Wisconsin được lựa chọn để tổ chức năm nay. Thật ra sự lựa chọn có từ lâu, nhưng mà tại vì bệnh dịch á, thì do vậy người ta vẫn dùng cái Chase Center để tổ chức. Nhưng mà ở đó có rất ít người, phần lớn là họ dùng để làm cái phối cảnh. Cũng có người dẫn chương trình, nhưng mà rồi lại được chiếu lên trên cái mạng, các mạng TV, các cái mạng Internet khắp nơi ở tại nước Mỹ. Và tất cả những người tham dự hầu hết thì đều ở tại tư gia của mình, kể cả những người được mời đến phát biểu. Nhưng mà thứ gì chúng tôi thấy tới dài dòng như vậy đó, để quý vị thấy một điều rằng mặc dù là nó là đại hội nhưng mà không có đại hội, nó ở Milwaukee nhưng mà không Milwaukee, nhưng mà mình vẫn phải dùng cái từ ngữ là đại hội đảng Dân Chủ năm 2020 ở tại Milwaukee. Tại sao phải xài như vậy? Tại vì cái cách gọi đó nó dễ hiểu hết, dễ hiểu hơn hết. Nếu chúng ta không gọi cái đó mà gọi tên khác thì chúng ta có thể không có nắm được cái ý nghĩa và cái sinh hoạt. Và một cái sinh hoạt chúng ta tạo một sinh hoạt online thì tương tự như vậy. Khi mà chúng tôi soạn giáo trình thắng pháp A Di Đà, đôi khi quý vị nghe thì gọi từ siêu than phiền trong lời dẫn nhập là có khi cái danh từ nó lạ quá, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi giống thờ từ siêu là học thì cùng một thầy, cùng một môn, mà khi mới ra thì rất lạ. Nhưng mà phải nói một điều rằng có nhiều cái danh từ mà đã quen rồi, bây giờ nếu mình làm mới đi đó, người ta nghe ta không hiểu. Nhưng mà
dùng từ đó đó, thì thật ra mình tự mình hiểu rằng nó không có được không có được chính xác. Đây là vấn đề mà mình học, thưa quý vị. Nhưng mà cái danh từ này đó không phải chỉ trong tiếng Việt thôi, như quý vị nói, trong đại diện dùng giới trình thảo, mà khi mà chúng ta nói trong đại diện dùng trình thảo đó, ngay cái trong tiếng Phạn đó, mà nếu một đêm phân tích tiếng Phạn cũng chúng ta không khéo, chúng ta cũng bị ngộ nhận hiểu lầm. Vậy thì tâm đại diện dùng giới trình thảo là gì, thưa quý vị? Trong đời sống hàng ngày của chúng ta đấy, theo Phật giáo thì chúng ta có ba thứ tâm. Một thứ tâm mà chúng ta được học là tâm cơ năng, là về cơ năng tất cả máy móc. Và ví dụ như là thị giác, tính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Và 18 tâm đó chúng ta gọi là tâm cơ năng, đã được chúng tôi giới thiệu trong phần đầu. Và một trạng thái, một cái loại tâm khác chúng ta gọi là tâm bất thiện. Tâm bất thiện gồm có tâm tham, tâm sân, tâm si. Những cái tâm này nó mang cái thật là tiêu cực ở trong đời sống. Ví dụ tâm tham là sự dính mắc, tâm sân là cái sự khó chịu đối với cảnh, và tâm si là cái tâm bị vấn đục, bị mê bờ. Thì khi mà chúng ta đã đi qua những tâm cơ năng và tâm bất thiện rồi đó, thì hôm nay chúng ta đi vào một thứ tâm mà đối lập lại với tâm bất thiện. Nhưng mà đối lập tâm bất thiện thì chúng ta không gọi là tâm thiện được, mà chúng ta phải gọi là tâm tịnh hảo, gọi là tâm tịnh hảo. Thì ở đây nó có một vấn đề cũng hơi rắc rối chút xíu. Lẽ ra thì đối lập với tâm bất thiện thì là tâm thiện, nhưng mà tại sao gọi là tâm tịnh hảo? Tại vì trong những cái tâm này đó, nó là tâm tịnh hảo, gọi là tâm tốt, gọi là tâm đẹp. Nhưng mà cái tốt, cái đẹp, cái tịnh hảo này thì nó lại có ba thứ. Ba thứ mới phiền. Ba thứ đó là một thứ tâm thiện có tạo quả, một thứ tâm tốt nhưng mà nó là kết quả của tâm thiện, mà chúng ta gọi tâm tâm đại quả hay tâm quả. Và cũng có thứ tâm tốt nhưng mà nó không có tạo nên cái quả còn lại, chúng ta gọi là tâm duy tác. Hay là quý vị nghe chúng ta sẽ sử dụng chữ tâm tốt, đó là cái chuyện mà chúng ta sẽ học trong sau hai bài học nữa. Thì như vậy, thay vì đối lập với tâm bất thiện đó, thì chúng ta có tâm thiện không? Ở đây chúng ta có tâm tịnh hảo. Dạ, tâm tịnh hảo. Thì tại vì tâm tịnh hảo này nó có ba cái thứ tâm nằm ở trong tịnh hảo này. Đó là tâm thiện và tâm quả của tâm thiện và tâm duy tác. Dạ. Rồi thứ vị, nó lại một phần nữa là tâm tịnh hảo thì lẽ ra thì tất cả cái gì đối lập với tâm bất thiện là tâm tịnh hảo hết không? Tâm tịnh hảo thì ngoài cái nếu mà chúng ta nói đúng nghĩa tịnh hảo là có cái căn vô tham, vô sân, vô si, thì chúng ta phải kể luôn cả tâm dục giới, sắc giới và tâm siêu tế đều nằm ở trong tâm tịnh hảo hết. Nhưng mà thưa quý vị, những cái tâm đó nó lại nằm ở trong một cái cảnh giới khác, một cảnh khác. Do đó chúng ta phải có chữ dục giới ở tại đây. Thì như vậy đó, với một người mới học, lần đầu tiên như nhiều quý vị tham dự trong lớp khám pháp này, thì mình nghe đến cái chữ tâm, tại sao mà mình không có tâm thiện chứ rồi mà phải rất tâm tịnh hảo, mà tại sao tâm đại thiện rồi còn thêm cái chữ dục giới, tâm đại thiện, dục giới, tịnh hảo. Những cái chữ như là đại ở trong đại thiện, hay là dục giới, hay là tịnh hảo, nó là những cái tỉnh từ là hình dung từ cho cái tâm này, nhưng mà nó lại mang những cái ý nghĩa có thể cách là tinh xác, tức là làm cho chúng ta có thể phân biệt được. Bởi vì đôi khi thưa quý vị, chúng ta thấy rằng một số các hãng xưởng như là hãng máy bay Boeing chẳng hạn, họ chế một chiếc máy bay
thì những cái chữ mà nó kéo dài theo ví dụ như nó là Boeing 787 hay là 777, rồi họ gạch một cái, rồi họ chấm lên còn có con số 8, rồi chẳng những có số 8 rồi có chữ ER thì những cái câu như con số 8 và ER đó đối với chúng ta thì nó quan trọng đâu. Nó quan trọng bởi vì đối với chúng ta thì Boeing 777 hay 787 là chuyện đó, là cái chuyện mình nghe mình chỉ cần lưu ý thôi. Nhưng mà con số là số 4 hay là số 8 thường là chỉ cho một cái version mới được nâng cấp, được thêm vào trong đó. Và như chữ ER nó là experience, chỉ cho là chiếu bay này nó có cái bình chứa nhiên liệu và khả năng bay xa hơn, cũng thời 777, nhưng mà có những loại mà nó được thiết kế để bay cả những đoạn đường rất xa, như là từ Los Angeles hay là New York qua Sydney bên tây Úc chẳng hạn, là một trong những lộ trình xa nhất. Thì như vậy những con số như số 8 hay là những cái chữ như là ER hay là LR chẳng hạn, đối với chúng ta không có quan trọng, nhưng mà đối với một người chuyên môn đó thì chuyện rất là quan trọng. Thì khi mà chúng ta học vào những cái thứ này đó, thì phải nhận là cái danh từ làm cho quý Phật tử rất là rối và rất là rối. Khi mình nói bình thường bên ngoài mình nói đây là tâm bất thiện, đây là tâm thiện, rồi đây là tâm không thiện, không bất thiện, nhưng mà không có đơn giản như vậy. Đối lập với tâm thiện thì đối lập với tâm bất thiện thì có tâm tịnh hảo, và trong tâm tịnh hảo nó có tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Và bằng cái thứ tâm này nó không có biết chuyên một cảnh như là cảnh niết bàn của tâm siêu thế, hay là cảnh thiền của cảnh vô sắc, hay cảnh thiền của cảnh sắc, mà nó lại là một tâm đa nhiệm. Nó lại biết nhiều cái tâm ở trong khi ở trong cuộc sống hàng ngày. Có thể nói rằng trong đại diện dùng giới tạo là biết tất cả cảnh, và trong 21 cảnh bây giờ nó 21 cảnh thì rất là dài, nhưng mà chúng tôi đây là một tâm biết tất cả cảnh ở trong 21 cảnh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng lý do tại sao mà chúng ta phải chịu khó với cái tên gọi. Và quý vị nên hiểu rằng Thượng tọa Từ Siêu và chúng tôi đó là có hai cách giải khác nhau, đó là Thượng tọa thì muốn giữ nguyên tất cả những cái tên gọi mà truyền thống từ xưa tới giờ, và cái người tiền phong để bị dịch đó là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Nhưng mà chúng tôi thì lại cố gắng tìm những cái chữ mà gần gũi, quen thuộc, để ví dụ như thay vì nói trong phổ kiếp, chúng tôi dùng chữ kim tức chẳng hạn, hay là chúng tôi là tâm dục giới thì chúng tôi phải thêm chữ tâm đa nhiệm vào. Nhưng mà như vậy chúng tôi phải nhận là trong trường học này chúng tôi phải bó tay, chúng tôi cũng phải để là tâm đại thiện, dục giới, tịnh hảo. Mặc dù chúng tôi có nhiều điểm mà chúng tôi phải giải thích thêm, phải chú thích thêm, nhưng mà không có những cái hình dung từ, những cái tính từ mà nó mang cái truyền thống như vậy đó, thì thật ra chúng ta sẽ nó sẽ loạn lên. Và về sau thì quý vị không có việc không nhớ được, thành ra quý Phật tử phải chịu khó. Bây giờ chúng tôi muốn nói đến một cái ý nghĩa là nó gọi là tâm thiện nhưng không hẳn là thiện. Đây là vấn đề rất là nhức nhối. Tại vì khi mà chúng ta hiểu chữ thiện đó thì quý Phật tử hiểu theo chuyện gọi là luân lý đạo đức. Một người làm thiện là gì? Mình làm thiện có nghĩa là mình làm cái việc tốt, mình làm với cái lòng từ ái, mình làm cái gì có lợi cho người, vân vân, cái đó là tâm thiện. Nhưng mà cái chữ thiện mà trong thánh pháp ở đây đó thì chúng vị nó bao hàm nhiều nghĩa. Thí dụ như thiện thì có nghĩa là tốt đẹp, là cái gì lành mạnh, là cái gì khéo léo, là cái gì vô tội, là cái gì tạo nên quả an lạc. Thì cái chữ khéo léo ở đây nói một cách đơn giản là
rất tốt. Ở đây chúng ta nhớ rằng chúng ta đang nói đến một lĩnh vực rất là vĩ mô, chứ không phải nó đại loại chung chung ở bên ngoài. Cái vĩ mô ở đây nó rất khéo. Ví dụ chúng ta nói là vì sẽ rất là ngạc nhiên. Thí dụ một người họ nấu chè, mà người đó họ khéo, họ biết nấu sao cho cái hạt sen nó bùi, nó mềm, hay là hạt đậu nó mềm, nó không bị sượng. Cái đó là cái thứ khéo. Mà cái tâm mà có thể làm việc khéo đó thì chính là cái tâm mà chúng ta gọi là đại thiện. Dùng giới tình hảo. Dạ quý vị nghe quý vị rất ngạc nhiên đúng không? Mình tâm đại thiện là tâm mà bố thí thì giới, hay là cung kính phục vụ, hay là viên thiện. Chứ tại sao cái chuyện nó nấu chè có tâm đại thiện trong đó? Nhưng mà ở đây chứ là chúng ta nhớ như vậy, là chúng tôi có cái lấy một cái ví dụ là người ta chế cái máy nó có nó có những trường hợp là một cái máy khi mà chế trên phương diện lý thuyết thì nó tốt, nhưng khi chạy nó bị kẹt, nó kẹt nó không trơn tru. Thì cái bị kẹt đó được ví dụ như là tâm than là sự dính mắc, và cái không bị kẹt đó được ví dụ như vô than. Một cái máy họ chế mới chạy thì nghe tốt, nhưng chạy một hồi nó bị nóng. Cái nóng đó là trong sân. Sân đó nó khiến cho cái máy nó sẽ bị cháy đi nếu chạy lâu. Dạ, có nhiều trường hợp lắm. Quý vị xài máy móc, quý vị ví dụ như là trước đây chúng ta có một vài cái loại điện thoại cầm tay. Khi mà mình xài ít không đến chi, mình xài lâu nó sẽ nóng. Và mình nghĩ nó nóng nó không đến nỗi, nó chỉ nóng khó chịu thôi. Nhưng mà cái nóng đó là sử dụng điện. Và quý vị thấy rằng cái điện thoại nào mà xài nó rất là nóng á, thì nó sẽ mau hết pin. Mau hết pin là đỡ, nhiều khi nó cháy nữa. Thành ra cái nóng là cái sân. Và có những cái điện thoại mà khi nó làm việc, nó có những loại máy mà chế ra đó, nó không có chạy bị vướng bóp, mà nó phải được chạy một cách trơn tru, thì chúng ta gọi là vô tham. Chạy một cách nguội, không nóng là vô sân. Mà nó chạy một cách nghĩa là chính xác, đáp ứng được nhu cầu, đó là chúng ta gọi là vô sinh. Thì ở đây chúng tôi nói là hoàn toàn cái cách vĩ mô. Như bây giờ chúng tôi xài cái máy in, nó ít khi có cái trường hợp. Mấy cái printer bây giờ nó ít như trường hợp như ngày xưa. Hồi xưa thứ gì có nhiều khi quý vị nào mà nhớ là xài printer, nó xài máy in nó rất là rắc rối. Đôi lúc nó in toàn giấy trắng không, hay in nửa có chữ, nửa không có chữ. Và chúng tôi nhớ có một lần lúc chúng tôi học trong đại học đó, có một bị giáo sư ông dạy về anthropology, thứ về dân chủ học, xuống xài một cái máy in mà ông chạy đi năn nỉ mọi người làm sao cho nó tắt được đến nữa, nó cứ chạy giấy chạy hào ra ngoài nhưng không được. Thì thứ gì cái đó là cái mà chúng ta gọi là đôi khi nó loạn cào cào lên, nó loạn, nó không làm việc như nó không có làm việc như là mình muốn. Thì trong cái nói vĩ mô thứ tâm nó có 6 cái căn cội, 6 cái cội rễ là tham, sân, si và vô tham, vô sân, vô si. Cái tham á làm cho bị kẹt, và cái sân làm cho bị nóng, và cái si á thì làm cho loạn lên. Còn cái gì mà làm cho nó trơn tru không bị kẹt á, và tới đâu thì làm việc tới đó, đó chúng ta gọi là vô tham. Vô tham tức là nó làm cái gì trơn tru. Và cái gì mà không cho bị nóng chúng ta gọi là vô sân. Cái gì mà làm cho tinh xác, chính xác, mà nó không bị loạn, nó không bị sai, cái đó gọi là vô sinh. Thì 6 cái căn cội, căn tham, căn sân, căn si, căn vô tham, căn vô sân, căn vô si này đó, nó lại tạo thành một cái, nó tạo thành một cái một hai cái thứ tâm ở trong đời sống. Một thứ tâm gọi là tâm bất thiện và một thứ tâm thiện. Tâm bất thiện đó là cái tâm mà khiến cho chúng ta không có bình thường, không có nhẹ nhàng, không có an lạc, không có thoải mái. Tâm thiện là tâm cái gì làm cho chúng ta bình thường, an lạc. Ví dụ như một buổi sáng thức dậy, chúng ta biết thức như thế nào mà gọi là bắt đầu một ngày mới lành mạnh về thân cũng như tâm, ăn uống như thế nào là tốt đẹp, là học cái dinh dưỡng, giữ sức khỏe tốt như thế nào, và bắt đầu một ngày mới
tốt như thế nào, thì những cái chuyện mà chúng ta bắt đầu một ngày mới đối với nhiều người nó không có cái gì luân lý, không có gì đạo đức hết, mà nó đơn giản là lành mạnh hay không lành mạnh. Nhưng mà cái lành mạnh hay không lành mạnh đó, đó nó cũng là một cái mà chúng ta gọi là thuộc về tâm thiện. Thì nên cái chữ thiện mà nói theo cách vĩ mô á, ở trong Thánh Pháp á, nó có nhiều cái điểm rất khác với cái chữ thiện mà một cái người đó bình thường bên ngoài, một em học sinh cấp sách đến trường mà nghe giảng một cách bình thường, hiểu bài một cách bình thường, làm bài được một cách bình thường, cái đó cũng là bằng tâm thiện. Mặc dù nhìn ở bên ngoài các em không có gì thiện hết, cái chữ thiện nó không nằm trong phạm vi của tôn giáo, của văn hóa, của đạo đức, của luân lý. Nó đơn giản là một thứ tâm lành mạnh. Và kể có một chuyện là một nhà bác học làm việc ở trong phòng thí nghiệm. Chúng ta khoan nói đến cái mục đích của chuyện thí nghiệm đó là gì, mà đơn giản là chuyện nghiên cứu, tìm tòi, khám phá. Thì cái nghiên cứu, tìm tòi, khám phá đó, nó cũng là bằng cái tâm mà chúng ta gọi là tâm đại thiện dục giới tịnh thảo. Đây là vấn đề. Ví dụ như nhà bác học Albert Einstein là một người đã là một trong những cái bộ mặt lớn của một người tiên phong, một người cha ở trong cái ngành khoa học vật lý. Và ông lại là một người mà phải nói rằng đã khiến cho cái hiểu biết về nguyên tử của loài người đi xa hơn, đến đổi mà người ta thể chế được bom nguyên tử và bom hạt atom mà chúng ta biết ngày hôm nay. Nhưng mà thưa quý vị, những cái khám phá của ông về vật lý đó là bằng tâm thiện, nhưng mà ở trên bên ngoài đó, theo cách nói hệ thức chúng ta, đó là gây ra cái đại họa của nhân loại. Thì chúng ta nói câu thành ngữ là chuyện nào ra chuyện đó. Ví dụ như một người họ khám phá ra một cái nguyên tắc để làm nên cái bơm nhiệt hạch. Ở trong lúc họ khám phá bằng tâm thiện dục giới tịnh thảo. Nhưng mà khám phá mà họ nghĩ rằng sẽ dùng cái này để tiêu diệt kẻ thù, để giết bao nhiêu người đó, thì cái đó là tâm bất thiện. Biết là bất thiện. Về điểm này thì nó trở nên rất là khó hiểu đối với một cái người bình thường ở bên ngoài. Người bình thường bên ngoài cứ quan niệm rằng hãy mình ngồi vào trong cái cơ quan nghiên cứu để chế tạo bom đạn giết người, cái đó là tâm bất thiện. Thì trên phương diện nào đó, khi mà chúng ta nói về nghiệp thì chúng ta sẽ nói về cái cộng nghiệp, nghiệp trực tiếp và nghiệp gián tiếp. Nhưng mà trên cách nói rất là vĩ mô của Thánh Pháp thì ở trong một cái phát hiện thì nó có thể làm cả cái chuyện gọi là thiện, nó là sự hỗn hợp giữa thiện và bất thiện. Chúng ta nhớ cách đây khoảng hơn 20 năm, chúng tôi có một lần sang thăm Na Uy và được một vị thầy quen, thầy còn trẻ mà thầy trước khi đi tu lại là một cái người tốt nghiệp đại học và có thời gian đi phụ giảng ở trong đại học ở Na Uy. Thì chúng tôi với thầy có một cái giao tình cũng tương đối thân, và do vị thầy dẫn đến một cái viện bảo tàng, viện bảo tàng cũng tiếng người gọi là người Viking. Thì chúng ta nhớ rằng từ thế kỷ thứ 9 cho đến thế kỷ thứ 17 trở tại Bắc Âu, những cái xứ như là Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, thì có một cái nền văn hóa của những người Viking. Những người này rất là bỏ biên, rất là can mạnh, họ rất là họ là chiến sĩ rất là giỏi, giống như quân Mông Cổ ở Á Châu. Nhưng mà đặc biệt là những người này họ có một cái kỹ năng là đóng những chiếc thuyền bằng gỗ, những thuyền gọi là Viking ship. Thì những chiếc thuyền của những người Viking đấy thưa quý vị, là những cái chiếc thuyền mà giúp cho họ tung hoành ở trên biển, từ cái biển Bering ở bên Nga chạy dài qua tới Greenland, chạy hoài qua tới Nova Scotia của Canada. Ngày hôm nay chúng ta qua Nova Scotia, Canada
thì vẫn còn cái di tích của những cái làng Viking, nhưng mà họ chỉ đến đó thôi chứ họ không có đi sâu. Và do vậy đến khi Columbus mà khám phá ra châu Mỹ đó, thì người ta nghĩ Columbus là người ông châu đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ. Nhưng mà kỳ thực những người Viking họ đã đến châu Mỹ trước đó cũng khá lâu, nhưng mà vì họ không có cái họ không có nằm ở trong hoàn cảnh để chiếm hữu thuộc địa đó, như là những người Tây Ban Nha hay là những người Bồ Đào Nha sau này, do đó họ không có lập trong cái tên thế giới như là chúng ta thấy vào thế kỷ thứ 14 của Columbus. Chúng tôi muốn nói câu chuyện người Viking ở đây đó là chúng tôi nói rằng họ có một cái trình độ rất cao, vì ở tại Đan Mạch có cái hồ gọi là hồ Liker. Ở trong những người Viking tại Đan Mạch đó, thì thưa quý vị, họ không biết vì lý do gì đó mà họ đã nhận chìm một số tàu gỗ của họ ở trong cái lòng hồ. Và trong cái lòng hồ này đó, nó lại có một cái khoáng chất mà nó giữ những cái chiếc thuyền gỗ này không bị mục. Và cái đặc biệt khoáng chất trong lòng hồ này, kể cả những xác người mà bỏ xuống ngày hôm nay, nó giống như tình trạng được ướp, nó giữ lâu vậy đó. Thì người ta đã trục vớt lên được một số chiếc tàu gỗ như vậy, và họ đem về thì họ phục chế và triển lãm tại các viện bảo tàng. Và những cái người mà nghiên cứu về kỹ thuật đóng thuyền đó, cho họ phải rất là khâm phục những người Viking đã có một cái kỹ năng đóng thuyền đi biển. Mà quý vị biết là người ta đi biển mà họ dùng cái sức mạnh của đôi tay để mà bơi, dĩ nhiên phải nhiều người, tức là chiếc thuyền không được quá lớn, không được quá nhỏ, và chịu đựng với cái cơn sóng rất là lớn. Và lý do tại sao mà người Viking họ có thể tung hoành ở trên biển cả và họ trở thành những cái thế lực mà chiếm hữu thuộc địa lớn, ví dụ như là họ đã có một thời ngự trị chiếm thuộc địa ở tại cái Vương quốc Anh mà chúng ta biết ngày hôm nay, hay là ở tại bang ở tại Nga, chinh phục qua nước Nga chẳng hạn. Thì thưa quý vị, ai mà ra biển rồi thì mới hiểu rằng đóng một chiếc tà thuyền đi biển không phải là dễ. Nhưng mà những người Viking này đó, họ rất là khéo léo, họ không có máy móc, chỉ đi bằng tay thôi, nhưng mà họ lại chế tạo ra những chiếc thuyền đi biển rất là tinh xảo mà chỉ bơi bằng tay, một thuyền gỗ nó có khả năng chẻ sóng nhảy và có thể đưa họ đến những bến bờ rất là xa. Như chúng tôi nói rằng họ đã từng dùng thuyền gỗ bơi bằng tay, chỉ một cánh buồm đơn giản, để đến vùng đất Nova Scotia ngày nay Canada, thì quý vị hiểu được là họ tinh xảo đến mức độ nào. Thì chúng tôi kể câu chuyện này đó, thì chúng tôi nói rằng những cái cuộc xâm lăng bờ cõi của người Viking ấy, không người thể gọi chữ thiền theo cái nghĩa mà chúng ta hiểu thực chất bên ngoài, không, hoàn toàn không thể hiểu như vậy. Và thậm chí là người Viking là những người rất là hung dữ, rất là tham ăn. Nhưng mà những cái sản phẩm mà họ chế ở trong đó có ba thứ mà nó trở nên huyền thoại, đó là cái chiếc thuyền đi biển ngỗ và một cái áo giáp này là những cái xích bằng kim loại mà đan lại với nhau, xích bằng kim loại đan lại với nhau, họ mặc trên người nó rất là thoải mái, nó không có cứng nhắc, nó chém thì không đứt. Vì nào mà hôm nay mà chúng ta còn có cái loại bao tay, cái băng tay mà bằng kim loại đó, tức là bằng những cái chuỗi dây chuyền bằng stainless steel để giác cao không cắt đứt, mà chúng ta vẫn còn xài là giống y hệt áo giáp của người Viking. Và họ có chế tác một thanh gươm cầm rất là thoải mái, rất giúp cho người sử dụng không mất sức mà lại có khả năng tấn công kẻ thù rất nhanh. Thì chúng ta phải nhìn nhận là những sản phẩm như thanh gươm của người Viking, hay cả áo giáp của họ, hay là chiếc thuyền của họ khi được chế tác đó, thì nó phải là một bộ rất là thông minh. Và chúng ta làm gọi là bộ thông minh. Cái bộ thông minh và cái khả năng khi chế tác như vậy đó, họ sử dụng cái tâm mà chúng ta gọi là tâm thiện, tâm đại thiện dùng giới tình hậu. Quý Phật tử Khoan có phản cảm về chuyện này. Khoan phản cảm.
Chúng tôi nhắc lại, ở đây là chữ thiện này nó không mang cái ý nghĩa đạo đức luân lý, mà nó chỉ đơn thuần là một thứ tâm khéo léo, một cái thứ tâm tinh xảo, một cái thứ tâm mà nó không có bị khống chế ở lúc đó bởi cái tham sân si. Tại vì khi nào ở trong chúng ta bị chi phối bởi căng tham, căng sân, căng si đó, thì như chúng tôi nói rằng như cái máy mà nó chạy nó bị kẹt, hay cái máy nó bị nóng máy, hoặc giả là giống như một cái máy mà nó chạy mà nó bị loạn lên, nó không có hoạt động đúng như cách chúng ta muốn. Thì ở trong cuộc sống ta có những giây phút mà chúng ta sống những thứ tâm phiền não, nhưng mà có những thứ khác thì những phần khác thì chúng ta sống một cách rất là an lạc. Ví dụ như là ngày nào mà quý vị từ sáng đến chiều cái tâm không bị dính mắc, tâm không bị nóng nảy, tâm không bị mê vờ, thì từ buổi sáng thức dậy, từ cái cách mà chúng ta thức, thức sao mà cho nó bình thường, ăn điểm tâm, ăn sáng sao bình thường, dọn dẹp nhà cửa cách bình thường, đi ngủ cách bình thường, một cái sinh hoạt mà gọi là rất là bình ổn, không có xáo trộn, không có nóng nảy, không có những cái dại dột á, thì cái tâm đó chung là tâm thiện. Và cái tâm thiện đó nó chỉ là một cái thứ tâm vận hành cuộc sống được bình ổn, được bình thường, chứ nó không có mang cái tính thiện của như là từ thiện hay là luân lý hay là đạo đức. Nó đơn giản chỉ là tồn tại một cách hợp tình hợp lý, và một cái hợp tình hợp lý đó tâm thiện. Thì chúng tôi hy vọng rằng nãy giờ với một vài cái thí dụ như vậy đó, thì quý Phật tử có thể khi mà nghe điều này đó, thì có thể nhận ra được rằng tại sao cái chữ thiện tại đây nó không giống như cái chữ thiện mà chúng ta nói ở trong kinh đàn hay ở nơi khác. Phải rất là cẩn thận là ở điểm này. Tại vì thứ gì quý vị quan điểm là chúng tôi đang làm việc một lúc ngay tại nơi chúng tôi làm việc, và nó cũng phát thanh trên phát thanh trên podcast và phát hình nữa, thanh trên phát hình nữa ở trên Zoom. Cái này không biết là chúng tôi nên tán thán hay là nên than phiền với đại đức trụ trì. Từ khi có đại đức trụ trì tạo ra cái Zoom này thì nó cũng rối lên thì tôi từ xưa lại càng nhận, nhưng mà phải đành nhận là bây giờ chúng tôi đang cố gắng làm việc ở trong Zoom để những vị ở xa có thể học được. Nhưng mà phải nói điều là chúng tôi cũng phải mong rằng nó lại thì nó ổn không biết cách quý vị cũng bảo thật quý vị đừng hoan nghỉ nha. Bây giờ quý vị, chúng ta nói thêm về trường hợp mà của các cái căn hay các cái cội rễ. Như trong những bài học khác chúng ta nói rằng một cái tâm đơn thuần là biết cảnh, nhưng mà rồi ngoài cái sự biết cảnh ra, nó lại bị chi phối bởi nhiều cái thuộc tánh, chúng ta gọi là những cái attribute trong tiếng Anh, attribute. Thì trong những cái thuộc tánh này nó lại có sáu cái thuộc tánh mà nó thuộc về căn cội. Dạ, căn cội chúng ta gọi là về căn rễ, tức là căn tham, căn sân, căn si, căn vô tham, căn vô sân, căn vô si. Thì căn bản mà nói thì những tâm nào là tâm bất thiện á, thì nó bị người trị bởi căn tham, căn sân và căn si. Và những thứ khác thì chúng ta nói về tâm bất thiện, chúng ta biết rằng tham và sân không bao giờ đi chung với nhau được. Nó giống như là lửa với nước. Tham cũng là dính mắc vào đối tượng, và sân á, tức là muốn khó chịu, rồi muốn tiêu hủy đối tượng. Và hai trạng thái nó khác nhau. Như vậy thì ở trong những cái căn bất thiện ấy, thì tham và sân nó giống như là lửa với nước hay là dầu với nước, nó không có hòa tan với nhau được, nó không hỗn hợp với nhau được. Nhưng mà trái lại, ở trong các cái tâm tịnh hảo thì tham, căn vô tham và căn sân ấy, tức là trạng thái tâm không có dính mắc, trạng thái tâm mát mẻ tức là vô sân, cái tâm không có dính mắc là vô tham, thì nó luôn luôn đi chung với nhau. Quý vị dễ luôn luôn đi chung với nhau. Và
cả những tâm tịnh hảo thì đều có những cái đều có hai cái thuộc tánh này, vô tham vô sân. Thật ra thì khi chúng ta học về thuộc tánh thì có tới 19 cái thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Biến hành tức là những thuộc tánh này nó phải có mặt ở trong tất cả tâm, rất là thú vị khi chúng ta học về thuộc tánh. Thì ở đây phải nói một điều là cái sự khác biệt trong cái vai trò giữa căn tham và căn sân nó như lửa với nước đối trị với nhau đó. Dạ. Thế ở đâu có tham chỗ đó không có sân, chỗ nào có sân không có tham được. Tại một bên là tham luyến là dính mắt, một bên là khó chịu, muốn tránh né, muốn tiêu hủy, hai cái trạng thái nào mới chung. Và cái căn thứ ba gọi là căn si đó thì ở trong các căn bất thiện, căn si đó, có mặt ở trong tất cả các tâm bất thiện. Căn si là vô minh, căn si luôn luôn có mặt ở trong tâm tham, tâm sân, tâm si. Tất cả 12 tâm bất thiện đều căn si hết. Thì đối lập với căn si là căn vô si, căn vô si là căn trí tuệ đó. Thì ngược lại cái căn vô si đó, ở trong tâm tịnh hảo đó, có khi có khi không. Khi nào mà người là hợp trí đó, thì nó có mặt, khi nào ly trí nó không có mặt. Dạ, thật ra cái vai trò của trí tuệ đó, nó dù nó đối lập với vai trò của vô minh, của si, nhưng mà nói theo thắng pháp thì thuộc tánh vô si là thuộc tánh bất thiện biến hành, tức là ở đâu có bất thiện thì ở đó có vô si, ở đó có căn si. Nhưng mà ở đâu mà có thiện thì không nhất thiết là có vô si, và có khi ly trí khi hợp trí. Chúng tôi xin thưa quý vị là có một Phật tử hỏi chúng tôi là canxi có phải là thiếu canxi ở trong khoáng chất không? Không phải, cái canxi mà chúng ta nghe ở trong khoáng chất mà tiếng Anh là calcium, chất bôi á, cái canxi đó là khác. Từ ở đây chúng tôi nói là căn là căn tham, căn sân và căn si, dạ, chứ không phải canxi. Thưa quý vị, bây giờ lẽ ra khi mà chúng ta nói về các căn á, đó là cái bài học rất là lâu lắm chúng ta mới nói đến. Chúng ta phải học về thuộc tánh rồi qua hết rồi, và chúng ta mới học về các cái căn. Nhưng mà chúng ta lại không có lựa chọn để mà giảng rồi như vậy. Tại khi giảng rồi và biết rồi đạt, nhiều khi quý vị Phật tử khi mà quý vị đọc phần nghiên cứu sau này đó, đọc lại đó, đôi khi quý vị cảm thấy rất là nó rời rạc. Cái khổ nhất ở trong học thắng pháp là, thưa quý vị, nó là một môn học mà nếu chúng ta giảng rời rạc đó, thì phải là một vị thầy, một người dạy đó, thì một người hiểu tổng quan đó, thì chúng ta mới có thể góp chặt đầu này đầu kia. Còn nếu không, thật ra khó hiểu lắm. Nên trong những bài học chúng ta biết rằng khi mà đề cập đến các cái thuộc tánh, đề cập các căn ở tại đây đó, thì nó hơi quá sớm. Dạ, nó hơi quá sớm. Nhưng mà chúng tôi nói một cách rất là đại khái để quý Phật tử có thể nghe và có thể hiểu được phần nào. Như là không hiểu được không sao, càng đi sâu vào thì chúng ta sẽ có dịp ôn lại những điều này. Yeah. Và bây giờ thì chúng tôi lại sang một cái lãnh mới, là chúng tôi muốn nhấn mạnh là tám cái thứ tâm thiện dục giới tịnh hảo, những thứ tâm này nó được chia ra bởi ba yếu tố. Nó giống trường hợp của tâm giống trường hợp của tâm tham vậy đó. Yếu tố đầu tiên gọi là sự phấn khích hay là bình thản. Yeah. Sự phấn khích ở đây là ở trong rừng chuyên mục chúng ta gọi là thỏa hỷ, sự hân hoan. Đa phần là nó có nhiều lý do,
Ví dụ như là mình ít bao giờ làm việc từ thiện, và lần đầu tiên làm việc từ thiện thì chúng ta hoan hỷ quá, chúng ta hoan hỷ quá, chúng ta phấn khởi, phấn khích. Đó là một trạng thái thông thỏa hỷ. Cũng lời làm việc từ thiện, nhưng mà mình đã làm nhiều lần. Giống như chúng tôi đã sang Ấn Độ hơn 60 lần rồi. Nhưng mà rồi thân định sang Ấn Độ, đến cội Bồ Đề, đến nơi Đức Phật thành đạo, thì chúng tôi vẫn mang đầy đủ cái tâm tôn tâm hoan hỷ, cái tâm gọi là tâm thiện hướng về Đức Phật. Nhưng mà bởi vì đi quá nhiều lần rồi thì chúng tôi không có cái trạng thái, nó không có cái tâm thái mà như là lần đầu tiên mà họ giỏi lớn mình học kinh điển, bây giờ được đặt chân đến cội Bồ Đề, nhìn gốc Bồ Đề đó, và mình biết rằng đây là nơi Đức Thế Tôn thành đạo và vua A Dục đã dựng cái cột trụ để ghi nhớ lại đây là một cái di tích quan trọng của đời Đức Phật, xúc động mãnh liệt. Thì cái sự phấn khích đó và sự bình thản, không phải sự bình thản mà là sự chai lì, không phải sự bình thản nghĩa là không có, nhưng mà tại vì mình đã đi nhiều lần rồi thì cái tâm chúng ta hơi bình thản hơn. Đó gọi là thọ xả. Thì trong tâm thiện có trong thọ hỷ thọ xả như vậy. Và trong tâm thiện thì nó cũng có cái đặc tính là hợp trí và ly trí. Như chú đưa hồi nãy nói là có ba cái căn, là ba căn thiện, đó là căn vô tham, căn vô sân và căn vô si. Thì căn vô tham, căn thì luôn luôn có mặt ở trong tất cả tâm thiện. Nhưng mà cái căn vô si là trí tuệ thôi, nó chỉ có vào những cái tâm hợp trí, cũng là tâm thiện đó. Nhưng mà có những loại tâm mà nó đi với cái sự hiểu biết, hiểu biết rõ cái gì mình làm. Thí dụ như là bây giờ quý vị đi chùa, cũng thể đi vào chùa, cũng thể có tâm thiện, nhưng mà có một người hiểu rất rõ và rất rõ thế nào là chánh điện, thế nào là pháp xá, thế nào trai đường, gặp chư tăng phải làm cái gì, hay là về cái cúng kiến ra sao, về cái nghi lễ ra sao, mình làm việc này nó mang lại lợi ích gì về phương diện bố thí, phương diện trì giới vân vân. Thì khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết rõ về cái gì mình làm và ý thức được, thì cái đó là tâm hợp trí. Và tâm lý trí là có tâm thiện, nhưng mà trong tâm thiện đó chúng ta không rõ vấn đề. Dạ, chúng ta không rõ vấn đề. Chúng tôi lấy ví dụ như là có hai loại người sử dụng máy móc, mà có người sử dụng máy móc là chỉ nhớ là muốn làm bấm nút nào, nhưng mà người đó không có kiến thức của một thợ máy, thợ điện, hay là một người kiến thức computer là tại sao mình làm như vậy. Giống như siêu tự tri, có khi chỉ với mấy người khác sử dụng Zoom thì biểu bấm nút nào làm gì, mọi người nghe làm bắt chước làm theo, nhưng mà đôi khi không hiểu rõ là lý do tại sao trong trường hợp đó mình phải làm cái việc đó mà không làm việc khác, ví dụ như vậy. Thì đằng sau cái việc tốt đó, nó còn có một cái nền tảng của sự hiểu biết, của sự an tường, của cái sự nắm vững cái gì mình làm. Cái đó chúng ta gọi là tâm hợp trí. Và nếu chúng ta làm cũng làm bằng tâm thiện, tâm tốt, nhưng mà cũng có hoan hỷ đôi khi, nhưng mà lại không làm bằng sự hiểu biết, không làm cái căn bản của sự hiểu biết, thì nó là một vấn đề khác. Và yếu tố thứ ba chúng ta gọi là vô trợ hay hữu trợ. Thân tình, cái chữ trợ ở đây chúng tôi không có vừa lòng lắm, nhưng mà chúng tôi tạm gọi là cái chữ có tác động hay là không có tác động. Như chúng tôi nhắc lại lần nữa là có tác động có nghĩa là một cái sự trợ lực của lời nói người khác, như là nói xúi dục. Bất phạm kim cánh mật thường dịch diễn là bị xúi dục hay không bị xúi dục. Nhưng chúng ta nghĩ cái chữ đó chỉ sử dụng, nó chỉ cho trường hợp bất thiện thôi. Và nó cũng có thể là do cái cảnh làm lại nhiều lần. Thí dụ như là bão sắp đến, mình không muốn đi mua đồ để chuẩn bị cho bão, quyết định thôi ở nhà tới đâu hay tới đó. Nhưng mà rồi những người xung quanh mình ai cũng chạy đi đổ xăng, ai cũng chạy đi mua thực phẩm, đồ khô để dành, ai cũng muốn đi mua những thứ cần thiết. Và em đóng cửa sổ, thấy người ta làm, tự nhiên trong lòng mình nó cũng nôn lên, thôi mình cũng đi làm theo. Cái đó là tâm hữu trợ và có tác động.
hoặc giả là cái chuyện đó đáng lẽ mình làm nhanh nhưng mà không làm nhanh, mình cứ tính tới tính lui rồi không biết mình có nên làm hay không, thì cái tự mình nghĩ tới nghĩ lui cái thật nó cũng là một cái thứ trong hữu trợ. Thì cái chữ hữu trợ này được hiểu rằng nó phải có cái gì đó do suy nghĩ nhiều lần, do người khác, do thấy người khác vào, hay là do có cái gì thúc đẩy, hoặc là lời nói người ta chi phối mình là tâm hữu trợ. Thì tâm thiện á, nó giống như tâm tham ở niệm là nó cũng có cảm thọ, thọ hỷ, hoặc sự phấn khích hay là bình thản. Có vô trợ hay hữu trợ là có tác động hay không có tác động. Nhưng mà trong cái tâm thiện thì nó không có hợp tà và ly tà, tức là không đi với tà kiến hay là đi với tà kiến như tâm tham, mà trái lại thì đó là đi với trí tuệ hay là không đi với trí tuệ, là hợp trí hay ly trí. Thì do ba cái yếu tố này, chúng ta đọc, chúng ta nhìn đồ biểu á, chúng ta thấy từ tâm thiện đó, nó tạo ra, nó có hai nhóm là cái nhóm nhóm thọ hỷ và nhóm thọ xả. Nhóm thọ hỷ thì nó lại có hai nhóm, hai cái nhánh nữa là hợp trí và ly trí. Rồi trong nhóm hợp trí nó lại có hai nhánh vô trợ và hữu trợ. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào thì thứ gì chúng ta sẽ thấy được là đây là cái tâm thiện đầu tiên, và tâm thiện đầu tiên, tâm thiện thứ nhất. Rồi cũng với hai yếu tố đầu nó chẻ ra nhánh là hữu trợ, là tâm thiện thứ hai. Rồi qua cái tâm thiện thứ ba đó thì nó thuộc vào nhóm ly trí vô trợ, rồi ly trí hữu trợ. Rồi tới tâm thiện thứ tư đó, nó thuộc về thọ xả, là hữu trợ, hợp trí vô trợ, và ví dụ như vậy, rồi hợp trí hữu trợ. Thì như vậy từ cái nhánh, từ mỗi một cái yếu tố đó, nó tạo ra những cái ngã rẽ, cuối cùng thì chúng ta có tổng cộng tất cả là 8 tập ở trong đó. Thì thứ gì có tất cả là 4 tâm thuộc về thọ hỷ, và 4 tâm thuộc về thọ xả. Rồi trong tâm thọ hỷ có 2 tâm hợp trí, 2 tâm ly trí. Rồi mỗi một cái tâm hợp trí ly trí như vậy đó, thì nó lại có tâm trợ và hữu trợ, tổng cộng 8 thứ tâm. Thì thứ gì nếu chúng ta có thời giờ đó thì chúng ta sẽ trở lại để trắc nghiệm về những thứ tâm này, trắc nghiệm những thứ tâm này đó thì chúng ta có sự phân biệt được. Bây giờ thì bước qua phần ngữ và nghĩa, chữ quán xóa ở đây chữ thiện đó, như chúng tôi nói rằng chữ thiện là một danh từ rất là phổ cập. Chữ thiện là một cái danh từ mà được xài ở trong rất là nhiều trường hợp, thì đa phần là chữ thiện mà chúng ta xài đó là chúng ta xài trong cái ý nghĩa là luân lý đạo đức. Thí dụ như mình làm thiện sự hay làm từ thiện rồi chẳng hạn. Nhưng mà chữ thiện thì ở trong kinh tạng, kinh điển Bali, nhất là trong sớ giải thì rất là rõ đó, là có 5 cái trạng thái. Một là lành mạnh, thiện là lành mạnh, thiện là tốt đẹp, thiện là khéo, là vô tội, thiện là tạo hóa an lạc. Không nhất thiết bất cứ điều và có đủ ý nghĩa, mà khi nó là mạnh hay là thiện có nghĩa là khéo léo. Và do vậy chúng ta nên hiểu rằng một cái cuộc sống bình thường, sống với tâm lành mạnh, một cái sống với tâm khéo léo, thì chúng ta sử dụng cái tâm dục giới trở thành. Và đó là tại sao mà chúng sanh ở trong người chúng ta thì là giác lẫn lộn, chúng ta bất có bốn tâm, và chúng ta sanh với các cõi trời dục giới đó. Thì như chư thiên vương, đạo lợi và ma đốn sục, khó là thiên thao hóa tự tại đó.
thì tương đối phần lớn do cái phước, do cái hoàn cảnh xung quanh, chúng ta sống bằng cái tâm thiện nhiều hơn tâm bất thiện. Và khi mà sanh vào cái cõi phạm thiên, do cái năng lực của thiền đó, thì cái sinh hoạt của đời sống hàng ngày thì chúng ta sống bằng cái tâm thiện dục giới tịnh hảo nhiều hơn. Lấy ví dụ là quý vị nghe nói phạm thiên sanh bất tín, nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến điều mà ngài đang tự đặt câu hỏi là có nên hoằng pháp hay không, thì phạm thiên sanh bất tín đã hiện trước mặt Đức Phật như thể Đức Phật thuyết pháp. Thì đa số tất cả những cái hành động mà phạm thiên làm để thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân thì đều là bằng tâm thiền, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Yeah. Như vậy tâm đại thiện dục giới tịnh hảo là một cái tâm mà nó ở có rất nhiều cảnh, ở cõi nào mà có tâm thì ở đó có tâm thiện dục giới tịnh hảo. Và theo Thánh Pháp thì cho chúng ta biết rằng tâm thiện dục giới tịnh hảo nó có ở trong cả 30 cõi hữu tâm, tức là trong 31 cõi thì trừ cõi vô tướng không có tâm ra. Thì như vậy là ở những chúng sanh ở trong những cõi như địa ngục, ngạ quỷ cũng thì có thứ tâm này. Và do có thứ tâm này sanh khởi đó, nên chi chúng ta có hồi hướng công đức, những người thân ở trong cảnh giới đó có thể phát tâm tùy hỷ nhận được cái công đức của mình. Chứ không phải là những chúng sanh sống trong cõi đó hoàn toàn không có chút ánh sáng nào của tâm thiện hết. Thật ra tâm thiện dùng trí tình thảo này rất lớn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điểm là ở trong những cái chúng sanh mà thiếu phước mà quá khổ thì càng khổ như địa ngục ngạ quỷ đó, thì cái khả năng để mà sanh tâm này nó là ít hơn. Dạ. Chúng tôi lấy ví dụ là một đứa trẻ mà nó lớn lên trong một cái xã hội mà ít có bông, ít có thủ đoạn, con người sống mà có tôn trọng luật pháp nhiều thì nó hiền hơn là những đứa trẻ mà sống ở trong những cái nơi, ở trong những cái xóm mà ăn chơi hay là tranh đấu hoặc giả là người ta tay bằng miệng, miệng bằng tay, nhiều cái tâm bất thiện nó nhiều hơn. Thì chúng tôi không muốn nói lên cái sự kỳ thị ở tại đây, nhưng mà chúng tôi nói rằng ở một là một cái thí dụ là ở cái cảnh nào đó thì thường là nó cũng bị chi phối bởi hoàn cảnh xung quanh. Thí dụ như là mình sống ở một nơi mà đa số người ta rất là thành thật, mà mình không thành thật thì mình không thể mình rất là khó để chấp nhận. Chúng tôi nhớ có một người Phật tử nói với chúng tôi rằng cô này có đứa con 11 tuổi và cô đưa cho nó một cái số que, mà cái số que đó là cái số que mà mình phải mua tới 400-500 đồng để có xài được. Nhưng cái số que này làm cho copy lại và người ta mở khóa ra có thể xài được mà không tốn tiền. Thì cô đưa cho nó để install vào computer thì nó cầm cái số que, nó không chịu, tại vì đối với nó lớn lên ở tại Mỹ và cái trường hợp mà mình xài một cái nhu liệu mà cái nhu liệu đó là bất hợp pháp, nhu liệu đó là bẻ khóa, là ăn cắp, thì nó coi chuyện sống. Nó tự nhiên nó nghĩ như vậy. Nhưng mà với những người mà sống ở những xứ khác mà người ta không có đặt nặng vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ đó, thì có được cái đó mình quá, còn đem copy lại đem phân phát nữa. Thì trong mỗi nơi cái tâm thái của người khác nhau, thì cái chất của thiện là chất của lành mạnh, cái chất của thiện là chất của tốt đẹp. Nên cái sự lành mạnh đôi khi nó không có nằm ở trong cái hình ảnh mà chúng ta biết, nó hình ảnh rất là bình thường cuộc sống. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình nấu ăn mà ở trong nhà có vài ba người cùng có, thì mình lại muốn nấu nhiều hơn, nấu ngon cho mọi người cùng ăn, đó là cái tâm rất là lành mạnh. Nhưng mà khi mình nấu ăn mà mình nghĩ rằng ở trong nhà có một hai người nào đó mình không ưa, tại sao phải nấu cho họ ăn, mình vừa nấu vừa khó chịu, cái nào trong bất thiện. Thật ra nhiều khi cái chữ thiện và bất thiện nó chỉ nằm trong cái gan đất, một thứ tâm lý rất là mãi mai, rất là nhỏ mà chúng ta có thể không có không biết không nhận ra được. Bây giờ thì chúng tôi đặc biệt nhắc đến một điều là quý Phật tử nên cẩn thận. Rất nhiều quyển kinh, rất nhiều quyển sách nói về Thắng Pháp A Di Đà, và nói về Thắng Pháp A Di Đà này thường là có cách nói rất là dễ dãi. Tâm thiện, tâm đại thiện dùng giới tịnh hảo là tâm lòng các việc thiện, và có 10 việc thiện mà tâm lòng là bố thí trì giới, tu tâm cung kính phụng sự hồi hướng, phước tùy hỷ phước, tính pháp thuyết pháp, chánh chỉnh kiến thức.
thì nhiều học viên nghe nói rằng như vậy là tâm tâm đại thiện dùng giới là tâm làm 10 việc đó. Không phải ai mà làm việc làm 10 việc đó thì đúng là làm bằng tâm đại thiện dưỡng tịnh thảo. Nhưng mà tâm đại thiện dưỡng tịnh thảo không chỉ làm chuyện đó, dạ, không chỉ làm chuyện đó. Chúng tôi có nói hồi nãy ban đầu đó là ngay cả một người nấu ăn mà họ nấu khéo, cái đó cũng là bằng tâm thiện dục giới tịnh thảo. Một cái người, một nhà nghiên cứu làm việc trong phòng thí nghiệm mà họ tìm tòi bằng một cái tâm rất là mẫn tiệp, rất là bén nhạy, thì đó cũng là tâm thiện dục giới tịnh thảo. Thành ra quý vị phải cẩn thận và cẩn thận. Chúng tôi rất là sợ cái cách nói mà gọi là nói theo, nói theo ví dụ như là những nguyên sách thường cắt cái này bỏ qua kia, những quyển sách nào trước đây đã nói về bây giờ nói theo như vậy đó, lâu ngày nó sẽ tạo thành một hiểu lầm. Và điều này chúng tôi gặp rất nhiều Phật tử đã từng học thắng pháp Abhidhamma, và những người Phật tử này cũng đã nói, họ cứ nghĩ rằng tâm thiện là tâm làm 10 việc đó, chỉ có 10 việc đó thôi. Không phải như vậy, và 10 việc đó chỉ là chỉ đơn cử, thí dụ như là làm 10 cái việc thiện thì có thể được, nhưng bảo rằng tâm thiện dùng giới tịnh thảo chỉ có làm 10 việc này không thì đó là điều sai. Quý Phật tử nên cẩn thận. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin qua một cái phần khác là dùng cái khái niệm quen thuộc ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta, thì có nhiều khi có những cái chữ gọi là tiếng Anh, ở trong tiếng Anh đó, do it right, tức là làm đúng. Nhưng mà đúng ở đây là đúng ở đây theo khuyên nghĩa tôn giáo đạo đức, tức là đúng đắn đàng hoàng, hay làm đúng ở đây tức là đúng cách, là đúng phương pháp. Hai cái đó nó lại khác nhau. Dạ, làm đúng cách nó khác, mà làm đúng đắn tức là làm cái đàng hoàng thì nó khác. Dạ, khi nãy chúng tôi có nói quý Phật tử một cái ví dụ là mình làm việc gì cũng có cái tinh tế của công việc. Yeah. Tinh tế tại vì mình làm ở đúng cách thì mình sẽ làm nhanh hơn, năng suất nhiều hơn. Thì cái đúng đó nó không hàm ý là về luân lý, mà nó đơn giản là đúng cách thôi. Thì cái chữ cú xóa ở đây nó cũng là một cái tâm làm một cái đúng cách như vậy. Chúng ta không được quan niệm là chuyện đúng sai phải quấy là luôn luôn, hãy nói đúng sai tức là nó phải có cái sự phê phán của luân lý. Không phải. Và đúng sai ở đây là đúng cách hay không đúng cách, là chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm này. Bây giờ thì chúng tôi trở lại với một cái sự tóm tắt ngày hôm nay đó, là khi mà quý chúng ta học vào tâm thiện dục giới tịnh thảo thì quý vị nên giữ trong đầu rằng đây là một cái tên gọi rất dễ bị hiểu lầm. Nhắc lại trong đầu đây rất dễ hiểu lầm, mình phải hiểu sao để đừng rơi vào những cái sai lầm. Rất dễ bị hiểu lầm. Thứ hai nữa là đây là một thứ tâm mà được sử dụng rất nhiều bởi các chúng sanh. Có nhiều người nghĩ rằng chư thiên vi phạm thiên trong sắc giới và vô sắc giới tối ngày chỉ nhập thiền thôi. Không phải như vậy. Các vị sanh ra bằng cái tâm thiền, các vị khó nhập thiền, nhưng mà ngoài lúc mà tìm thức bằng tâm thiền, ngoài lúc nhập thiền thì các vị còn sử dụng những cái tâm gọi là tâm thiện dục giới tịnh thảo này, và để sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng chư vị phạm thiên khi mà xuống gặp Đức Phật, hay là khi đàm luận với nhau, hoặc giả là khi nói chuyện với một kiền liên vân vân, thì tất cả các vị đều làm bằng tâm. Nếu các vị chưa chứng quả A La Hán thì là các vị nói chuyện với nhau bằng tâm thiện dục giới tịnh thảo, phải cẩn thận lắm. Và điều thứ ba mà chúng tôi chắc là cái sự kết hợp giữa các căn bất thiện và căn thiện nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như ở trong ba căn bất thiện thì tham và sân không bao giờ đi chung với nhau, luôn luôn đối lập với nhau. Có tham thì không có sân, có sân không có tham. Và cái căn si đó là có mặt ở trong cả tất cả tâm bất thiện. Trái lại, ở trong tâm thiện, căn thiện đó thì căn tham và căn sân luôn luôn đi chung và có mặt ở trong tất cả căn. Trong lúc cái căn mà vô si đó thì lại chỉ có trong một các tâm học trí mà không có tâm ly trí, và chúng ta phải lưu ý về điểm này. Thưa quý vị,
lúc này thì chúng ta nói về tâm thiện, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Thứ năm tới thì chúng ta sẽ học về tâm đại thiện, tâm đại quả dục giới tịnh hảo. Thì rất là thú vị là khi chúng ta học qua tâm đại quả thì chúng ta lại biết nhiều hơn về tâm đại thiện. Khi chúng ta học qua tâm duy tịnh tác dục giới tịnh hảo thì chúng ta lại biết nhiều hơn về tâm đại thiện. Đây là cái thú vị, bởi vì khi mà mình học thắng pháp đó, nó có một điểm như vậy là chúng ta cần có một cái trí nhớ, và chúng ta có cần một cái sự chúng ta sẽ liên lạc ở trong các bài học, có liên lạc các bài học thì chúng ta mới nắm vững được. Ví dụ như là quý vị lái xe trong một thành phố mà như New York, đông xe đông người, mà chúng ta có được một cái khái niệm chung là khu nào là khu Manhattan, khu nào là đường chạy về phía New Jersey, Newark, khu nào là hướng về Central Park, mà quý vị biết rõ định hướng như vậy mới dễ dễ. Còn nếu mà chúng ta lái xe chỉ lái xe thì chúng ta sẽ bị gột rất là căng. Bây giờ thì thứ gì chúng tôi kết thúc cái bài nói chuyện liên quan đến bài học tâm đại thiện dục giới tịnh hảo tại đây. Và bạch thượng tọa thiểu siêu không biết thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thì không biết được kính thỉnh chứ thượng tọa khoan nghĩ cầm biết để nói cho vài lời và trong khi soạn các câu thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thiểu siêu, thượng tọa có nghe được không? Thưa vị, có lẽ thượng tọa thiểu siêu không có mặt ở trước máy nhé. Đại đức Pháp Tính đây. Đại đức Pháp Tính có ở trước máy và có nghe được không vậy? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, thì đại đức Pháp Tính hoan hỷ nói cho vài lời. Hình như dạ thỉnh đại đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con là xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ tuệ siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Thành, đại đức tuệ tri cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Ngài kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về tâm thiện dục giới tịnh hảo. Đây là một cái tâm mà chúng ta thấy nó sân khởi ở trong thường ngày, có nghĩa là hãy mà lúc nào mà tâm của chúng ta, khi nào mà chúng ta làm những cái điều thiện, thí dụ như là mình lạy Phật, mình phát tâm mình muốn lạy Phật, hoặc là mình phát tâm mình muốn nghe pháp, hoặc là mình phát tâm mình muốn bố thí, vân vân, thì một cái tâm mà để mà tác động đến mà chúng ta có những cái hành động đó thì gọi là cái tâm đại thiện. Tại vì quý vị thấy rằng đối với cái cõi dục giới mà chúng ta đang sống thì cái cõi này coi như vậy đó, chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình nói rằng có xấu có tốt, có thiện có bất thiện, nhưng mà chúng ta cũng rất là dễ để mà cỡ lên tâm thiện. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh gì đó, chúng ta cũng dễ dàng phát sanh lên tâm thiện, nếu mà chúng ta khéo tác ý đó. Thành ra đó, nói về cái cảnh giới này, có khi mình thấy khổ đau, có khi mình thấy hạnh phúc, nhưng mà cũng là một cái nơi chốn mà để cho chúng ta huân tập được những cái thiện tâm nó sanh lên. Nhưng mà cái bài học mà vi diệu pháp là để cho chúng ta chi dưới vị, chúng ta biết rõ được từng tâm, chúng ta biết rõ được từng tâm, chẳng những chúng ta biết rõ được từ cái tâm
nó sanh lên như vậy, mà chúng ta còn biết rõ được những cái quả báo của nó nữa, rồi chúng ta biết được cái nguyên nhân nào mà mình có cái quả báo tốt. Ví dụ như là quý vị do cái môn vi diệu pháp này, cái môn vi diệu pháp này mà chúng ta mới biết được là nếu mà chúng ta có tâm đại thiện nó sanh lên vậy là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta còn phải biết rằng là nó phải kèm theo cái vô trợ hay là cái hữu trợ, hoặc là nó phải kèm theo cái hợp trí hay là ly trí nữa. Đó thì chính vì quý vị thấy rằng đối với những cái môn khác đó, không có cái môn nào mà dạy cho chúng ta mà biết được là chúng ta làm cái hành động đó bằng cái tâm đại thiện mà phải với hợp trí. Ở đây là một cái điểm mà chúng ta phải nói rằng là chúng ta phải tri ân, chúng ta nhớ ơn của Đức Phật. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết được những cái cách để mà chúng ta có cái tâm đại thiện mà nó hợp trí. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng ở ngoài thế gian thông thường, quý vị thấy ví dụ như người ta, thậm chí người ta làm theo cái thói quen, quý vị ví dụ như tới cái mùa tháng 7 này rồi, ai cũng muốn đi bố thí, muốn đi bố thí hết, nhưng mà người ta không có không có cái sự mà học trí. Có nghĩa là hồi xưa giờ theo cái thông lệ của dân tộc mình hoặc là của ông bà mình đã hướng dẫn, thì thường thường đến tháng 7 là mình phải bố thí, chẩn bần, vân vân. Nhưng mà nhờ chúng ta học ví dụ pháp này, chúng ta thấy rằng là lúc nào mà tâm của mình muốn bố thí là mình bố thí, hoặc là mình muốn bố thí ở trong cái hội chúng nào thì mình sẽ bố thí ở trong cái hội chúng đó. Vì rằng quý vị thấy ở trong tăng chi bộ kinh đó, có một cái giai thoại đó, ông Bà La Môn ông đi đến ông hỏi Đức Thế Tôn chỗ nào cần bố thí, thì lúc đó Đức Phật mới dạy cho ông ta là chỗ nào tâm hoan hỷ. Ở đây thì quý vị thấy có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là có những người, người ta thích đến tháng 7 người ta mới bố thí gạo. Nhưng mà có những người, người ta thích rằng là nghe ở đâu đó có chúng sanh đang hoằn quại ở trên đau khổ, là họ đến đó họ cứu trợ hoặc là họ bố thí, chứ không cần phải tháng 7 gì hết. Thì những người này có khi người ta sẽ đôi co, người ta sẽ cãi qua cãi lại với nhau rằng là mình làm như vậy là không có đúng, không có đúng cái chỗ này nó cần hơn cái chỗ kia thì nó chưa có cần thiết, vân vân đó. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong thời nay cũng vậy, có những người ta nói rằng là tháng 7 này ai cũng bố thí, thành ra là cái người mà người ta nhận thí nó nhiều quá, thành ra thôi người ta đợi tháng 8 người ta sẽ bố thí đó. Thì quý vị thấy rằng ở đây đó là do chúng sanh không có hiểu biết ở trong Phật pháp, thành ra đó cũng phát tâm làm, nhưng mà trước khi làm có cái sự mà tranh cãi với nhau bằng cái cách này bằng cái cách kia đó, thì quý vị thấy rằng còn ở trong Phật học của chúng ta thì như thế nào đó. Thì ở trong Phật học của chúng ta đó, thì Đức Phật dạy cho chúng ta hãy mà cái tâm của mình mà hoan hỷ ở chỗ nào thì mình bố thí ở chỗ đó, hãy mình hoan hỷ ở chỗ nào mình bố thí ở đó. Thì nếu mà có những người, người ta hoan hỷ với cái mùa lễ này người ta bố thí, thì mình cũng để cho người ta bố thí. Hoặc là người ta hoan hỷ với những cái bệnh viện, hoặc là những cái sự mà bố thí chẳng bằng vân vân, thì mình cũng để cho tâm của người ta thích thú với cái chuyện đó, người ta hoan hỷ với cái chuyện đó thì người ta sẽ làm cái chuyện đó. Thành ra mình không có ngăn chặn, nhưng mà có một cái điều là mình sẽ hướng dẫn người ta làm sao mà nó phải thuộc về hợp trí hay là lý trí. Đó có nghĩa là mình nhìn thấy cái chúng sanh đó hoằn quại trong cái sự đối khổ vân vân, mình vì lòng bi mẫn thành ra mình chia cơm xẻ áo hoặc là những cái vật dụng đến những cái người đó,
Thì như vậy đó là tâm của chúng ta mà hợp trí, mà với cái sự bi mẫn nữa, bố thí mà hợp trí, mà để mà tế độ cho chúng sanh đó. Thành ra đó, chúng tôi ở trong cái bài học Vi Diệu Pháp này đó, chúng tôi thật sự ra đó, mỗi lần mà đọc lại hoặc là mỗi lần mà suy tư lại đó, thì cảm thấy mình rất là hoan hỷ. Mình hoan hỷ này vì cái chỗ nào? Là vì rằng đó, là mình thấy rằng là do cái sự mà mình học này, mà mình biết được cái tâm đại thiện, mình làm như thế nào để mà ở trong những cái đời sống sau nó cho mình cái quả dị thục, cái kết quả nó lớn. Chứ nếu mà hồi xưa giờ đó mình nhìn lại ở những cái tôn giáo khác, ở những cái tôn giáo khác đó, quý vị thấy rằng không có cái sự phân tích chi ly chia chẻ này đó. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta học về cái tâm đại thiện, khi mà mình tính ra nó cho mình cái quả rất là nhiều. Đối với một người mà nếu mà làm bố thí bằng một cái đại thiện mà thọ hỷ hợp trí mà vô trợ, thì coi như là mà có đủ ba thờ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, mà có đủ ba thờ như vậy đó, thì quý vị thấy rằng nó cho mình 16 quả. 16 quả đó, thì còn chưa nói đến những khi nào mà chúng ta do chúng ta làm cái chuyện đó với cái tâm đại thiện thọ hỷ đó, mà lúc đó tại sao mà nó được cái kết quả lớn? Tại vì lúc đó nó có những cái thuộc tánh đi cùng. Thuộc tánh đi cùng là có nghĩa là nó có niềm tin, tính, tấn, niệm, định, tuệ, tín niệm tàm quý, vô tham, vô sân hình xã, vân vân. Thì ở đây đó, thì quý vị thấy rằng có nhiều khi á, mình nhắc đến những cái thuộc tánh này, có những người ta nói rằng mình nhắc đến những cái thuộc tánh để làm chi, để làm chi, nó làm cho rắc rối. Thật sự ra đó, ở trong đây á, chia chẻ ra thì chúng ta biết rằng là tại sao mà những người mà bố thí như vậy có cái lợi ích lớn, có cái kết quả lớn. Mình hiểu được rõ ở trong cái hành động của mình làm, hoặc là cái tâm của mình nó sanh lên. Khi tâm này nó sanh lên, nó tại sao mà mình làm cái việc đó mà được cái kết quả lớn, là do nó có niềm tin, rồi nó có cái sự mà xả tài, hoặc là nó có cái sự mà vô sân, vân vân. Nó có rất là nhiều cái thuộc tánh ở trong đó. Thành ra chính vì vậy đó mà nó cho chúng ta là cái kết quả, cái kết quả nó nhiều, nó thù thắng đó. Thì nhờ cái môn Vi Diệu Pháp này mà chúng ta mới hiểu được tường tận một cái tâm mà nó sanh lên nó sẽ như thế nào, và nó sẽ có cái kết quả như thế nào. Bạch Thượng Tọa, con không biết rằng Thượng Tọa có soạn câu hỏi xong chưa? Và nếu mà Thượng Tọa có soạn câu hỏi xong rồi, dạ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Dạ. Sa thú, xin trường Thầy Đức Phật Tính. Và bây giờ thì thưa quý vị, xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu có mặt trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và có nghe được không? Dạ, quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Dạ, dạ, thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu đưa tay rồi. Mà Thượng Tọa Tuệ Siêu, ở trong năm cái ý nghĩa của thiện thì có cái chữ gọi là chữ khéo léo. Nhưng mà có khi nào tâm thiện vụng về không? Dạ, có khi nào tâm thiện mà, ví dụ một người làm thiện, làm rất là vụng về, nhưng mà nó vẫn gọi là tâm thiện được. Và mặc dù vụng về nhưng mà trong đó nó lại có, nói theo cách vĩ mô thì nó vẫn có cái khéo của trong cái vụng về đã sinh. Sự đầu không nghĩ giải rõ về điều này. Và cũng có hai câu hỏi khác. Sau khi sự tôi trả lời xong ba câu hỏi thêm thì thỉnh tôi đề nghị. Cái thứ nữa.
trong một thời gian. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì trong năm cái ý nghĩa như là Sundara tốt đẹp, Sundara thù thiện có nghĩa là tốt đẹp, Chaka Atho thiện có nghĩa là khéo léo, Rovya Atho thiện có nghĩa là không bệnh hoạn, Anavacha Atho thiện có nghĩa là không lỗi lầm, và Sukhavibhago Atho thiện có nghĩa là cái nhân cho quả vui. Thì ở đây thưa quý vị, năm chữ này là dùng để nói cái trường hợp, cái danh từ gọi là kusala, là xài cho cái nghĩa, thí dụ như chúng ta nói apatthi kusalata, tức là thiện xảo về tội. Ajatana kusalata tức là thiện xảo bị xứ. Thì như vậy chữ kusalata đó, chữ kusala đó, ngoài nó có nhiều nghĩa, nó có năm nghĩa, thì do đó cho nên chúng ta không thể chúng ta không thể nói rằng là cái tâm thiện lành là cái tâm phải khéo léo, làm việc thiện phải khéo léo, không không thể nói cái chỗ đó. Mà cái chữ khéo léo đó là một trong năm nghĩa của chữ của cái chữ kusala, như vậy thôi. Chữ kusala nếu mà nó biến dạng còn một chữ là chữ kusala, kusala cũng là từ chữ kusalata, kusala mà ra. Cho nên khi mà gặp cái chữ kusala đó là chúng ta chưa vội dịch là thiện, có đôi khi có chỗ chúng ta phải dịch là khéo, khéo léo hay là thiện xảo. Còn chữ thiện là tốt đẹp đó, thí dụ chúng ta có cái chữ gọi là cải thiện. Cải thiện có nghĩa là làm cho nó tốt lại, làm cho nó tốt, tốt đẹp hơn, gọi là cải thiện. Sức khỏe đã được cải thiện, thì còn cái chữ chữ thiện nó có nghĩa không bệnh hoạn. Thì chữ nó có nghĩa là không bệnh hoạn, chứ không bệnh hoạn ở đây tức là về thân á, tức là một người có cái sự khỏe mạnh. Về tâm á, thì không có cái sự âu sầu u dột, thì người ta xài cái nghĩa chữ thiện, thiện trong cái nghĩa đó. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến năm nghĩa thì cái nghĩa mà cốt lõi để cho biết rằng cái đó là nhân tốt, nhân lành đó, là pháp lành,
thì chúng ta lấy cho cái nghĩa gọi là xuất phát nguyên ba cô, là tâm mà có quả vị thục em vui an lạc thì cái đó mới đúng nghĩa là cái tâm thiện lành. Còn những cái nghĩa kia là lấy theo cái ý nghĩa vậy thôi. Mặc dù chúng ta cũng có thể giải thích tại sao giải thích tâm thiện là tâm tốt đẹp là vì nó có những cái tâm sở tình hảo phối hợp. Tâm thiện là khéo léo là bởi vì nó có những cái đặc tính như là akara, quy tắc akara, chẳng hạn như là kaya pasati, citta pasati, tịnh thân tịnh tâm, kaya lota, citta lota, khinh thân khinh tâm, kaya mudita, citta mudita, nhu thân nhu tâm, kaya vajjanita, citta vajjanita, thuần thân thuần tâm, kaya kamayita, citta kaya kamayita, thức thân thức tâm, rồi kaya chukata, citta chukata, tức là chánh thân chánh tâm. Vì nó có sáu cặp thuộc tánh này, sáu cặp thuộc tánh này, cho nên nó trở thành khéo léo. Nó trở thành khéo léo. Chúng ta có thể giải thích cái kiểu đó cũng được, cái cách đó cũng được. Và tâm thiện gọi là không bệnh hoạn, tham là bệnh, sân là bệnh, si là bệnh. Cho nên tâm thiện vì rằng nó không có tham sân si tương ưng cho nên gọi là không có bệnh hoạn. Tâm thiện được gọi là cái tâm không lỗi lầm là bởi vì phiền não là lỗi lầm, vô minh là lỗi lầm. Mà tâm thiện thì không có phiền não tương ưng cho nên không có lỗi lầm. Cái đó là chúng ta định nghĩa bốn cái nghĩa đầu đó, chúng ta định nghĩa như vậy thôi. Nhưng thực ra đó thì cái tâm thiện dục giới của sala citta kama vacara kusala đó, có đôi khi thấy một người mà họ đi làm thiện, có đôi khi họ cũng vụng về lắm. Cái vụng về đó nó tùy. Thí dụ như tâm thì tâm thiện, nhưng mà thân của họ không có cái sắc đặc biệt hay là cái sắc uyển chuyển quý ca ra rupa, cho nên họ cầm cái ly, cầm cái chén, họ bị run rẩy làm rớt, bể vân vân, cái đó là vụng về. Cũng như có cái bà tỳ kheo ni đó, bà lớn tuổi rồi, khi mà bà đi khất thực vào buổi sáng, trên đường đi ngược chiều thì bà vừa trông thấy Đức Thế Tôn. Với cái tâm cung kính Đức Thế Tôn cho nên bà tránh qua một bên để nhường đường cho Đức Thế Tôn. Trong lúc bà tránh qua một bên như vậy thì bà không đứng không vững, mất thăng bằng, bà mới té ngã. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài có cái tâm đại bi,
là mới thuyết lên một cái câu kệ Pháp Cú cho bà nghe. Parichin năng đăng rô tăng rô gân ít thăng và phân vô răng phích chân tiếp vô tí sân đi hô mà răng năng tăng chưa tăng. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật ngủ manh đấm hôi thối đổ vỡ, chết trong chiếc mạng sống. Bà nghe bà quán xét ngay tại đó và chứng quả là hắn và tỳ khưu ni đó. Thì như vậy đó, chưa hẳn là người có tâm thiện là có cái sự khéo léo rồi. Cái tâm thiện có đôi khi nó còn cái sự khéo léo của sắc pháp, nó còn tùy, nó còn tùy theo xem cái sắc tâm đó nó có sắc thì gì không. Bởi vì cái sắc pháp già nua yếu đuối thì nó cũng vụng về, nhưng mà bản chất của cái tâm thiện thì cái nghĩa là tốt đẹp thôi. Còn cái chuyện mà chữ khéo léo như là thì anh chàng đó anh bắn giỏi gọi là thiện xạ, cái nghề nghiệp của anh khéo cho nên gọi là thiện nghệ. Cho nên chữ thiện trong trường hợp đó là chúng ta phải xài nghĩ. Cũng như ở trên xã hội học người ta có cái câu người ta nói là chân thiện mỹ. Chữ thiện đó là cái chữ khéo léo chứ không phải là cái xã hội mà họ tín ngưỡng tôn giáo mà họ xài cái chữ thiện. Nhưng chữ thiện đó chỉ có nghĩa là khéo, có khéo léo. Còn mỹ là anh đẹp. Cho nên chúng ta phải hiểu cái nghĩa từ này, chứ không có năm nghĩa này là để ghép cho cái trạng thái tâm này đâu. Mà chỉ năm nghĩa từ đó là trong chú giải dùng để giải thích ý nghĩa của chữ Kusala, hay có đôi khi xài chữ Kusala. Khi mà biết được năm nghĩa đó rồi, có dịp mà chúng ta dịch kinh đó, dịch kinh điển ở trong tiếng Pali mà chúng ta gặp cái chữ, gặp một cái từ ghép chung với chữ Kusala ta đó, chữ Kusala, thì chúng ta đừng có dịch là thiện. Chúng ta cảm thấy có cảm tình với cái pháp đó, không phải. Chữ Kusala ta có đôi khi nó xài trong cái nghĩa tiêu cực cũng có, cái nghĩa tiêu cực cũng có. Một người mà họ có cái tài nghề bắn cung bách phát bách trúng thì cái đó gọi thiện nghệ, thiện xạ, bắn dối. Thì trong trường hợp này cái chữ thiện Kusala đó thì đâu có nghĩa là tốt thôi, đâu có nghĩa là lành mạnh, đâu có nghĩa là nhân lành cho cả vui đâu. Chúng ta phải hiểu như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 1 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Thưa thượng tọa tiểu sư, bạch thượng tọa tiểu sư, thượng tọa có kỹ giải thích là ở trong thắng pháp thì đề cập đến hai thứ công là hữu trợ và vô trợ. Trong vô trợ là không cần tác động hay là không có tác động, thì nói là tâm vô trợ, mà trong vì tâm thiện nó là tốt hơn là tâm hữu trợ, có phước tạo ra phước nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nói đến trường hợp là một người làm gì mà suy nghĩ chín chắn, nói gì mà suy nghĩ chín chắn, thì cái sự suy nghĩ chín chắn nó có thể biến cái tâm của tâm thiện họ thành làm tâm hữu trợ không? Và cái nó có tốt hơn là mình thấy mình làm liền mà không cần suy nghĩ không? Xin kính thỉnh được độ khoan hỷ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái trường hợp mà gọi là cái tâm thiện hữu trợ và vô trợ đó,
Chúng ta cần phải hiểu là tâm thiện sanh chậm, sanh mau. Có người cái bản chất của họ, cái sự hiền thiện nó kém, cho nên khi mà gặp một cái cảnh đáng thương, một người nghèo, một người sinh chẳng hạn, thì lúc đó họ không có khởi cái tâm thiện nhanh chóng, không khởi lên tâm thiện nhanh chóng, không có khởi lên cái tâm xả tài để bố thí liền đâu. Đợi đến khi mà người khác thúc giục, hoặc là có nhiều người ở đứng chung quanh họ nhìn, các anh ta mới suy nghĩ, ta ăn sang trọng như thế này, thì hạ nghĩ rằng chắc ta là cái người sang trọng cũng có cái lòng nhân từ, thì thôi, mình cũng bố thí cho cái người nghèo khổ này để chứng tỏ mình cũng là người, cũng là cái người nhân từ, người tốt bụng. Anh ta nghĩ đến chỗ đó, anh ta mới bắt đầu khởi lên cái tâm tâm thiện mà bố thí. Thì khi mà anh ta gặp cảnh không có tự khởi lên một cách nhanh chóng, mà anh ta cần phải có ngoại điều kiện, ngoại cảnh ở bên ngoài điều kiện đó hỗ trợ, hoặc là do anh ta cảm thấy mắc cỡ đắn đo nhiều lần để anh ta muốn bố thí được, thì như vậy mới gọi là hỗ trợ. Nó khác với cái trường hợp người làm thiện mà có cái sự đắn đo suy nghĩ bằng cái tâm hợp trí, có nghĩa là một người họ vốn có sẵn thiện căn, cái tâm của họ lúc nào cũng hướng thiện, cũng tốt, cho nên gặp một cái hoàn cảnh đáng thương đó thì họ liền khởi lên cái tâm bi thương xót rồi, và họ khởi lên cái tâm tâm bi suy nghĩ mong cho người này được cái sự an vui thoát khổ, thì ngay lúc đó tâm thiện đã khởi lên rồi, khởi lên một cách phụ trợ. Rồi khi người ta khởi lên như vậy đó, anh ta mới có cái sự đắn đo xem coi mình bố thí kiểu nào, bố thí cách nào để không có làm phiền đến mình, đến công việc của mình. Thí dụ như các Phật tử chúng ta là những người chúng ta đi du lịch mà đi qua bên Ấn Độ, hay là đi ở cái những cái chỗ du lịch, chỗ xứ nào đó mà ăn mặc ăn xin nhiều quá, nếu mà chúng ta chưa có kịp suy nghĩ, chúng ta bố thí được cho một người thì những người khác nó thấy vậy nó kéo đến, nó vây quanh, nó làm cho trở ngại, trễ nải mình đã đành đi mà trễ nải cả đoàn. Do đó cho nên sẽ làm cho mọi người phiền toái, mà chính bản thân mình cũng bị bao vây phiền toái. Bởi vậy trong trường hợp này, khi mà chúng ta khởi lên cái tư tưởng, khởi lên tâm thiện tội nghiệp cho những chúng sanh này, ta sẽ bố thí
Nhưng rồi người đó tìm cách liên lạc với cảnh sát ở đó để sáng mai tập hợp lại cho họ hàng đàng hoàng chờ đợi, rồi mà đem ra mình mới phát, mình mới cho tiền từng người thứ lớp trật tự như vậy. Thì cái chuyện mà chúng ta làm đó không phải là hỗ trợ, không phải là làm chậm là hỗ trợ, mà làm có cái sự suy tư, có cái sự cân nhắc, có cái sự sắp xếp chu đáo, thì cái đó là hợp trí. Còn bởi vì tại sao tâm thiện đó vẫn là tâm thiện vô trợ, là tại vì ngay khi mà gặp người sinh, chúng ta không có ngó ngang chỗ khác, mà chúng ta nhìn chúng sanh đó đã khởi lên cái tâm bi mẫn rồi, đã khởi lên cái tâm bi mẫn rồi, thì như vậy cái tâm thiện đó là cái tâm thiện vô trợ, asankarika, tức là không nhờ ai thúc đẩy hết. Còn khi nào mà gặp cái hoàn cảnh đó, chúng ta ngó ngang này, không có để ý tới, không cần phải quan tâm, rồi cái vị trưởng đoàn đó mới giải thích cho mọi người trong đoàn nghe cái hoàn cảnh nghèo khổ của các em nhỏ sống cù bơ cù ớt đầu đường xó chợ vỉa hè như vậy. Nếu mà gặp mình cái đoàn đi qua, họ rất là mừng, nghĩ rằng trong ngày hôm nay chắc chắn ta sẽ được một chút gì đó để ăn. Cái người trưởng đoàn đó họ giải thích, họ biết cách thuyết phục để cho người kia họ không có làm ngơ được, mà họ đồng ý là họ góp phần. Thì thưa quý vị, người này kể từ lúc được nghe giải thích bắt đầu họ mới khởi lên cái tâm thiện, thì lúc đó mới gọi là thiện hữu trợ. Còn cái chuyện mà người này đã khởi ý muốn làm phước là ngay lúc đó là vô trợ rồi. Còn cái chuyện mà có cái sự suy tư cân nhắc tổ chức thế nào để cho nó vẹn toàn, nó vui vẻ, nó quan hỷ cho mình và cho người khác, không làm đến mình, không làm phiền đến người khác, họ suy nghĩ, họ sắp xếp vậy, gọi là tâm hợp trí, tâm thiện hợp trí. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi như thế. Nam mô Bụt Thầy. Hết giờ rồi, chúng tôi. Dạ, dạ, con được hai phút, thính chúng tôi chút xíu trả lời thêm dùm cho câu thứ ba rồi chúng tôi đi nghỉ. Thưa tôi chút xíu, chúng tôi nói thêm là tại sao mà ở trong ba căn thiện đó là vô tham là trí tuệ, và ở trong thắng pháp thì là trí tuệ luôn đi với tâm thiện, mà ở trong kinh tạng có đôi khi chúng ta dùng chữ ác tuệ hay liệt tuệ, thì xin thưa tôi quan hệ trả lời một chút để kính thỉnh người bạn. Kính thưa quý vị, thực ra chữ Đức Bà Nha đó cái đó trong cái tiếng Hán chữ đú, tiếng đồ ngữ chữ đú, người ta chữ đú nó có nghĩa là xấu, mà có đôi khi người ta cũng dịch là ác, như chữ Đức Cơ Tá là tá ác, hay là đúc cơ tí gọi là ác thú. Nhưng đúng ra là chữ đúng có nghĩa là xấu, là thiếu. Thiểu trí,
thì gọi là Dupanya. Mahapanya là đại trí, hay là Sapanyo tức là có trí. Thì như vậy ở đây trong trường hợp này chúng ta không cần phải thắc mắc là tại sao ở trong thắng pháp thì trí tuệ luôn luôn đi với tâm thiện. Như mà ở trong kinh Tạng thì có nói đến cái ác tuệ hay là liệt tuệ, thưa quý vị, tại vì tạo dịch chữ Dupanya họ dịch là ác tuệ hay là liệt tuệ, thì cái đó là do họ dịch rồi chúng ta hiểu theo cái nghĩa ác và tuệ liệt. Chứ kỳ thật thì không có tuệ nào, không có trí tuệ nào là ác, không có trí tuệ nào là liệt. Trí tuệ bao giờ nó cũng phải đi với tâm thiện. Trí tuệ không có đi với tâm bất thiện. Đó là một lẽ. Cái lẽ thứ hai đó là có cái trường hợp gọi là Pakatopanisya, là thường cận y duyên. Nó ảnh hưởng như thế này: thay vì cái trí tuệ đó thì nó tương ứng với cái tâm tịnh hảo, tâm chúng ta tâm tịnh hảo chỉ mượn cái từ là tâm thiện để chúng ta nói, nhưng mà đúng ra nó là tâm tịnh hảo. Nhưng mà có nhiều trường hợp, có nhiều người họ dùng cái trí tuệ của họ để họ chế biến ra những cái vũ khí hại người, giết người. Họ dùng cái trí tuệ để họ chế ra cái bẫy để săn thú, bắt chim hay là bắt thú rừng. Thì cái đó họ cũng phải dùng trí hết. Dùng trí họ mới khéo được, họ mới sắp xếp được. Thì nếu như trong trường hợp cái trí tuệ mà sử dụng ở trong cái điều tốt đẹp, đưa đến lợi mình, lợi người đó, lợi cả hai đó, thì cái đó gọi là trí tuệ tốt hay là thiện trí. Còn cái trí tuệ mà dùng vào trong cái công việc ác, đưa đến hại mình, hại người, thì cái đó kêu là ác tuệ hay là liệt tuệ. Cái đó là chúng ta xài trong cái nghĩa, trong cái nghĩa kia thôi. Trong cái nghĩa thường thức mà chúng ta muốn gọi, chẳng hạn như bây giờ một cái con dao, người ta sản xuất ra cái con dao nhỏ để làm đồ gia dụng ở trong nhà hoặc là trong bếp núc để cắt rau cải hay là củ vân vân. Nhưng mà bây giờ có người họ sử dụng cái con dao đó để họ đi giết người, thì lúc bây giờ cái con dao đó không gọi là đồ gia dụng nữa, mà con dao mà dùng để giết người thì người ta gọi là cái hung khí. Khi mà cảnh sát mà nhặt được cái con dao ở trong cái hiện trường có người chết thì người ta xem đó như là cái hung khí. Nếu mà chúng ta ra ngoài tiệm đó, ra ngoài siêu thị mà chúng ta nói bán cho tôi cái hung khí thì là chúng ta sẽ bị bắt liền. Hả, mua con dao thì con dao về để người ta cắt gọt trái cây, cái đó thì nó tốt. Nhưng mà tại vì cái người sử dụng con dao có khi làm chuyện tầm bậy thì nó trở thành cái hung khí. Cũng vậy, cái trí tuệ thì luôn luôn là cái thuộc tánh này nó tương ưng với tâm tốt, với tâm thiện.
Nhưng mà tại vì có những người do ảnh hưởng cái thường cận y duyên, cho nên họ dùng cái trí tuệ đó, họ sử dụng qua cái chuyện khác, cái chuyện mưu sâu kế độc để hại người, để giết người, để sát sanh, để trộm cắp, thì trong trường hợp này mới gọi là dupayu, dupanya, dupanya tức là liệt, là ác tuệ hay liệt tuệ. Nhưng mà cái đó là ý nghĩa mà giải chỉ là gượng gạo thôi, chứ còn cái chữ dupanya có nghĩa là thiểu trí. Thiểu trí nghĩa là người không có trí tuệ, là người không có trí tuệ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi cuối cùng là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa tòa thượng sư, bây giờ thỉnh thưa tòa đi nghỉ và bạch chư tôn đức và chư quý phật tử, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt của lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Kính xin chư tăng đã vào rung để chia sẻ và đến lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Thầy giáo sư Tiểu Thành Thầy, chúng con kính chân từ thời gian đảng. Lan Giao Nguyệt ơi, đạo tràng không nghe nữa, mời Lan Giao Nguyệt cầm mic ạ. Để kết thúc chương trình Đa Nhất Tâm Hồi Hướng, công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu thả nhé. Sapa Devata Sapa Bhutta Lupa Venaso Tihon Tuniron Darang Hotu Sapa Tumangalang Radang Radang Tu Sapa Devata Sapa Dham
Chào tạm biệt tất cả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong dạy thường lễ. Namo Buddhaya.